lại vào live để chấm cho một cái nha mọi người ơi. Ê sao bữa nay dĩa này nhìn sáng quá vậy? Lâu rồi không có live dĩa shop. Hôm nay xuống shop live hàng sale dĩa shop nhá. Sale tất cả những cái mẫu đang có trong shop luôn nha mọi người ơi. Để lại không? Bình thường còn live trên phòng không ạ? Rồi, hello, hello, ship tỉnh không chị ơi? Chuyển khoản chị mới đi đơn tỉnh có thể là qua ra Tết em mới nhận được em nhé. Tại vì bây giờ tỉnh là đi không kịp với em mà. Tỉnh bây giờ là đi không kịp. Đúng không? Nên em nhận tín, chị có lời chị ta đi về đây. À, ông Linh, cái gì ông Linh? Không em ơi, ship tỉnh bây giờ chuyển khoản chị mới đi đơn tỉnh em ơi. Chuyển khoản mới đi đơn tỉnh nha. Hello cả nhà nha. Chị nó có trên em ly chứ vậy? Rồi có là đúng rồi. Áo đó bao nhiêu? 350 sale còn 250 ngàn em ơi. 350 sale 250 ngàn. Cái này mọi người có thể mặc có thể đeo hết lưng vô. Hoặc là không đeo hết lưng đều ok nha mọi người nhá. Rồi vào like đi mọi người ơi. Sẵn sàng săn hàng sale cùng em. Chia sẻ like 5 hội nhóm giúp em nha mọi người ơi. Chia sẻ like 5 hội nhóm. Ba chị chia sẻ live stream nhiều nhất sẽ được tặng áo đang mặc. Và mọi người chia sẻ like 5 hội nhóm để em lên hàng sale cho mọi người nhá. Hello cả nhà nha mọi người. Hello cả chị ơi nha. Biểu định giúp em với là Quyên và mới bên chị. Không về ăn Tết hả? Xin về bỏ về Quyên. 30 mới về Hoàng ơi, 30 mới về. Bây giờ like nhậu nha. À Tết Phong Nú hả con hả? Tết Phong Nú con. Tết Phong Nú con nha chị ơi, để cho em xuống thoại để nhìn cầm một cái nhá. Để cho em xin xuống thoại địa chỉ nha. À chết inbox hả? Chị ơi cho em số điện thoại địa chỉ, em chốt đơn trên live luôn nhá. Chốt đơn trên live luôn nhá. Đấy Phong Nú không chơi cái bọc nữa chị ơi. Rồi tình yêu rồi đã vào live rồi chấm cho một cái nha mọi người ơi. Tình yêu rồi đã vào live rồi chấm cho một cái nha. Trước khi lên hàng sale ngày hôm nay mọi chị mình chia sẻ live stream giúp em là 5 hội nhóm nha mọi người ơi. Trước khi lên hàng sale ngày hôm nay mọi chị mình chia sẻ live stream giúp em là 5 hội nhóm á. Có màu đen. Màu đen nào chị ơi, màu đen đang mặc hả? Đang mặc không màu đen chị ơi, đang mặc em có hai màu nhá. 350 nha, sale còn 250 nhá. Rồi, chia sẻ like 5 hội nhóm giúp em mọi người ơi. Săn hàng sale ngày hôm nay. Hôm nay là xả toàn bộ shop luôn. Đồ gì em cũng bán hết nha mọi người. Để xả toàn bộ shop luôn nha mọi người ơi. Có quần sọt đùi có, tí xíu em lên sọt đùi luôn cho mình nhá. Hello cả nhà nhá, chị nào vào like để chấm cho một cái nhá. Chia sẻ like rồi thì comment cho em là đã chia sẻ like mọi người ha. Chia sẻ live stream 5 hội nhóm để săn hàng sale ngày hôm nay nha mọi người nhá. Các chị đừng quên là bấm theo dõi Facebook em và fanpage Lê ở chế độ xem trước. Ngày nào cũng có live stream hàng đẹp giá rẻ giá tình yêu ha. Không biết hết ship tỉnh em ơi, ship tỉnh chuyển khoản chị mới đi hàng em nhá. Ship tỉnh thì chuyển khoản chị mới đi hàng được em nhá. Áo đang mặc áo nhũ, sơ mi nhũ, melatic form rộng. Em có hai màu đỏ vàng. Áo này của em là 350, đang được sale còn 250 ngàn. Màu này em mới về thêm, mỗi màu em có khoảng 10 cái. Tình yêu lấy thì để lại số điện thoại ngay và liền giúp em nha. Chị ơi, chị tỉnh inbox giúp em chuyển khoản nhá. Chị tỉnh mọi người chuyển khoản được giúp em nhá. Mọi người ơi, đừng quên là ngày hôm nay nhá, năm chị chia sẻ live stream nhiều nhất sẽ được tặng áo em đang mặc ha. Nên là các tình yêu nào mà mình đã chia sẻ bao nhiêu hội nhóm rồi, comment giúp em là đã chia sẻ bao nhiêu hội nhóm nha mọi người nha. Có áo hay đầm máy nhũ không? Có áo với đầm máy nhũ luôn chị nha. Mang đầm set 27 trắng đi. Đầm set 27 trắng nào chị ơi. Cho em áo đỏ chị mặc với quần luôn. Ngọc Trâm ơi, số điện thoại địa chỉ. Đặt hàng số điện thoại địa chỉ. Đặt hàng số điện thoại địa chỉ nha mọi người ơi. Đặt hàng số điện thoại địa chỉ. Áo đang mặc là 250 nha. Áo đang mặc 350, đang được sale còn 250. Trước khi em lên ngày hàng sale ngày hôm nay, rất là nhiều mẫu sale luôn. 120. Rất là nhiều mẫu sale luôn mọi người ạ. Rất là nhiều mẫu sale luôn. Trước khi em lên hàng sale quần nó họ 240. Trước khi em lên hàng sale á, mỗi chị mình chia sẻ livestream cho em là 5 hội nhóm nhá. Quần xanh này 240 luôn chị. Mọi chị mình chia sẻ livestream với em là 5 hội nhóm. Bỏ dây nịt ra coi họ. Cái này form rộng này mọi người. Mọi người có thể mặc form rộng cũng được, mà đóng thùng cũng được ha. Bầu nhá. Chị nào mà bụng bự hay là mập mập chút xíu đều ok nhá. Bầu bì đều bon chen được hết luôn. Đơn giản, đẹp, thoải mái, năng động ha. Ok nha mọi người nhá. Màu áo em đang mặc 350 sale còn 250 ngàn. Chế nào lấy, lên nào anh nhủ đi ok. Có phi size nha chị ơi. Phi size dưới 60kg nhá. Dưới 62kg vẫn vừa nha mọi người. Chia sẻ like cho em lên hàng sale nè mọi người ơi. Chia sẻ like săn hàng sale ngày hôm nay nè. Có nhũ vàng không? Có em ơi. Có áo đang mặc có hai màu vàng và màu đỏ.
màu vàng và màu đỏ chế nào lấy giúp em là áo đang mặc màu đỏ hoặc màu vàng, kèm số điện thoại ngay vào liền giúp em. Giá thị trường màu này là 300 mấy trở lên nha mọi người, không có cái giá mà 250.000 đâu nha em, bán 250.000 là tương đương với giá xỉ rồi nha mọi người, tương đương với giá xỉ rồi. Hai màu đỏ vàng chế nào lấy giúp em, áo đang mặc màu đỏ hoặc màu vàng, kèm số điện thoại. Thắt lưng Gucci 170.000 em nhé, thắt lưng Gucci ngọc trai 170.000. Rồi lên hàng sale cho mọi người nha, khuya rồi lên hàng sale nhanh cho mọi người mới chế chốt đơn ha. Body 190.000, màu đỏ còn 2 dây còn không? 2 dây màu đỏ. 190.000. Hình như là còn màu rêu thôi mẹ ơi, hiện tại bây giờ chị chỉ còn màu rêu thôi em nhá. Chị còn màu rêu thôi, hết màu đỏ rồi em nhá, còn rêu thôi, hết đỏ rồi. Rồi lên hàng sale cho mọi người nhá, sẵn sàng chưa trời ơi. Lên hàng sale đi, chia sẻ like chị mới lên hàng sale chứ, lấy cái đang mặc em ơi, địa chỉ em ơi. Nhung ơi, Nhung Lê ơi, cho địa chỉ nha. Beo 170.000, beo Gucci ngọc trai 170.000. Hai bên có hai con ong ha. Chế nào lấy thì để là số điện thoại địa chỉ. Tình yêu lấy để là số điện thoại địa chỉ em mới chốt đơn đây mọi người ơi. Hai giây nè mọi người, hai giây nè. Lê cho chị địa chỉ nha Lê ơi, Lê cho chị địa chỉ. Các chị ơi, đang em like chấm như một cái chia sẻ like năm hội nhóm mới được mua hàng sale. Ship tiền chuyển khoản không kịp Tết em ơi, sau Tết mới nhận được em nhá. Ship tiền chuyển khoản thì cũng sau Tết em mới nhận được em nhá. Rồi mọi người, lên hàng sale cho mọi người nè. Hôm nay là sale toàn bộ shop luôn, điều kiện là phải chia sẻ like năm hội nhóm giúp em mọi người ha. Đang mặc 350, sale còn 250 nha mọi người. Rồi, body 2 dây, body 2 dây đơn giản mọi người ơi, 290 sale còn 150. Còn 5 cái. Còn 5 cái màu rêu nha mọi người, chế nó lại ghi em là body 2 dây 150, body 2 dây 150. Rêu mua rồi gì hết đỏ rồi bé ơi, giảm không có giảm nha chị ơi. Cái gì còn nhập về không chị? Không em ơi, đích mẫu không về lại nha em ơi, đích mẫu không về lại. Đặt hàng có địa chỉ mới chốt đơn. Không địa chỉ không chốt đơn nha mọi người, có địa chỉ em mới chốt đơn, không địa chỉ em không chốt đơn. Tuy nhiên là lấy comment em nên là rêu 2 giây. Rêu 2 giây, 290 xe 150 rêu 2 giây. 290 xe 150 rêu 2 giây. Tuy nhiên lấy comment em là rêu 2 giây, rêu 2 giây kèm số điện thoại địa chỉ ngay vào liền giúp em. Shop ở 62 Lê Văn Sĩ Phú Nhuận ở tại shop rất là nhiều hàng xe em ơi. Nếu mà em ở Sài Gòn thì em nên ghé shop nha để xem thêm. Rất là nhiều mẫu luôn nha em nhé. Áo chị mặc có hai màu đỏ vàng em nhé, áo chị mặc đang mặc có hai màu đỏ vàng nhé, 350 sale còn 250. My ơi, địa chỉ có địa chỉ mới chốt đơn, không địa chỉ không chốt đơn nha mọi người ơi. Áo chị mặc có màu vàng, áo chị mặc có màu vàng nhé, 190 đó chị. Áo đang mặc có màu vàng nhé chị ơi, hai màu đỏ vàng. Trân ơi, chị lấy cái gì? Trân ơi, nhà bè ok có đi hàng này, chị để máy chạy comment chưa? Dạ, chị ơi tính gì? Trân ơi em lấy cái gì em ơi, lấy cái gì? Áo đỏ My ơi, địa chỉ mới chốt đơn. Chế nó lại đang mặc cái giúp em, đang mặc màu đỏ hoặc màu vàng, kèm số điện thoại địa chỉ nha mọi người. Có số điện thoại địa chỉ em mới chốt đơn nha, đang mặc kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ. Đang mặc kèm số điện thoại địa chỉ em mới chốt đơn, kèm số điện thoại địa chỉ em mới chốt đơn nha. Đang mặc 350 sale còn 250, màu vàng này mọi người, màu vàng ánh kim này. Cái đó, cái áo sơ mi này nhất định chị nào cũng phải có cho em một cái nha. Hai dây xanh ok thơm trần. Lấy đang mặc em ơi, số điện thoại địa chỉ. Lấy đang mặc kèm màu số điện thoại địa chỉ giúp em nha mọi người ơi, đang mặc kèm màu kèm số điện thoại địa chỉ. Rồi lấy hàng xe cho mọi người. Có địa chỉ em mới chốt đơn nha mọi người, có địa chỉ em mới chốt đơn. Các chị ở thành phố Hồ Chí Minh em sẽ đi hàng luôn, không gọi điện thoại. Shop ở 62 Lê Văn Sĩ, bây giờ đặt chiều mai bên em xếp hàng cho mình nhá. Không có Hà Nội, shop Sài Gòn thôi chị ơi. Lấy màu đỏ đang mặc hả em ơi. Sách hát thôi cho địa chỉ em ơi, lấy đang mặc cho số điện thoại địa chỉ. Lê My ơi, lấy đăng mặc cho địa chỉ em nhé, địa chỉ chị mới chốt đơn nha. Rồi chế nó lấy nè, 2 dây rêu 150, 2 dây rêu chiền có cho mấy chạy comment chưa chị? 2 dây rêu 150, 2 dây rêu 150, còn 3 cái. Kéo lên coi đi, này giờ nhiều khách chốt. Chị chạy từ đâu rồi đúng không? Chị chạy từ đâu rồi đúng không? Ok. Thì do lại đi, đến tỉnh đi thôi. À tao lên Thơm ơi, My ơi cho địa chỉ nha My ơi, chuyển phát nhanh được không em? Ở đâu em? Ở đâu em ơi? Body 2 dây một màu rêu nha em, body 2 dây một màu rêu, có zoom tí xíu nữa em lên zoom nha chị ơi. Có áo khoác không? Có áo khoác nha em ơi, 56kg vừa nha Tuyền Trương ơi, 56kg vừa. Rồi chế nó lấy đang mặc chốt liền nè mọi người. Rồi có hai màu, chế nó lấy còn bao nhiêu mà đang mặc em có hai màu, đang mặc em có hai màu nha mọi người ơi,
màu đỏ và màu vàng nha mọi người. 350 sale còn 250, 48kg vừa, dưới 60kg là vừa. Dưới 60kg là vừa nha. Cái gì vậy? Thành phố rạch giá. Rạch giá không đi lên, rạch giá chuyển khoản mới ship hàng nha chị ơi. Rạch giá chuyển khoản em mới ship hàng nha, rạch giá chuyển khoản em mới ship hàng nha chị nha, rạch giá chuyển khoản em mới ship hàng nha. Rồi chế nó lấy 2 dây reo nè, còn 3 cái 2 dây reo. 2 dây reo em còn 3 cái. 29 xe 150 2 dây reo, chế nó lấy comment em là 2 dây reo. 2 dây reo kèm số điện thoại địa chỉ. 2 dây reo kèm số điện thoại địa chỉ. Mọi người ơi nhìn đơn giản nhưng mà mọi người mặc lên ôm body dài qua gối rất là đẹp ha. 29 xe 150 2 dây reo còn 3 cái. 2 dây reo còn 3 cái nhá. Nam Định không ship chị ơi, không ship tỉnh. Shop ở 62 Lê Văn Sĩ Phú Nhuận, shop Enly nha chị ơi, shop Enly ở địa chỉ 62 Lê Văn Sĩ Phú Nhuận nha. Mọi người ơi, bây giờ ship tỉnh là mọi người inbox giúp em. Inbox chuyển khoản hoặc cọc cạc bên em mới ship đơn tỉnh. Đơn tỉnh thì ra Tết mọi người mới nhận được nha. Hiện tại bên em chỉ nhận đơn Sài Gòn thôi nha. Nhận đơn Sài Gòn, còn đơn tỉnh thì inbox giúp em nha. Áo đang mặc 250 nha chị ơi, áo đang mặc 250 nha. Chuyền dò lại thì chuyền nha. Bình Định không có đi hàng nha My ơi, Bình Định. Bình Định em chuyển khoản đây, chuyển khoản đây, chị đi hàng cho em nhé. Em gửi số tài khoản nhé. Chuyển khoản đây, chuyển khoản. Số tài khoản có trên Facebook, trời ơi, bây giờ chị nè, chị vào Facebook em, chị vào cái chỗ ảnh nổi bật, chị thấy số tài khoản thì chuyển khoản vào cái rẹt em đóng hàng cho chị luôn. Mọi người ơi, chế nào mà muốn chuyển khoản đi hàng liền ở tỉnh á, chuyển khoản ngay liền cho em trên cái Facebook em có để số tài khoản nhé. Zoom đi chị, ok ok, chờ chị chút xíu zoom nha. Chờ chị chút xíu lên zoom. Chia sẻ like mọi người ơi, chia sẻ like 5 hội nhóm mới được mua giá xe nha mọi người. Chia sẻ like 5 hội nhóm em mới lên hàng xe cho mọi người nha. Đầm đang mặc 350, sale còn 250. Đang mặc 350, sale còn 250, đang mặc 350, sale còn 250, chị nó lấy comment em mà đang mặc. Kèm số điện thoại địa chỉ nha, Kiên Giang chuyển khoản mới đi hàng nha Vy ơi. Kiên Giang chuyển khoản chị mới đi hàng nha, rồi. Kim sa vàng nè mọi người ơi, kim sa vàng 420, kim sa vàng trời ơi đẹp nhất nách luôn. Kim sa vàng. Chế nào lấy giúp em là body kim sa vàng. Body kim sa vàng nha mọi người, body kim sa vàng. Body kim sa vàng này của em 420, sale còn 220.000. Em còn khoảng 10 cái này mọi người. Đằng sau hở lưng, có mút ngực, form ôm body rất là đẹp. Này mọi người có từng cái hạt kim sa cho em không? Dạ. Nghe cái đồ 389 gì? Kim sa vàng, kim sa vàng, kim sa vàng. Chị Hà Phương ơi, chị chụp màn hình chị gửi vào inbox luôn em không được chị ơi. Chị gửi vào inbox rồi có nhân viên gửi số tài khoản cho chị chuyển khoản không được nha chị nha. Áo đang mặc có hai màu nha mọi người ơi, màu đỏ và màu vàng. 250 áo đang mặc có hai màu đỏ vàng, áo đang mặc có hai màu đỏ vàng. Body thể thao dây kéo hả? Body thể thao dây kéo còn chờ em chút xíu nha. Rồi kim sa vàng mọi người ơi, 320 sale còn 220.000 kim sa vàng. Tình yêu lấy thì comment với em là kim sa vàng kèm số điện thoại địa chỉ ngay và liền giúp em kim sa vàng. Kim sa vàng kèm số điện thoại địa chỉ ngay và liền giúp em nha mọi người ơi. Chị nào đến tỉnh á thì chuyển khoản. Chị nào ở vùng cổ em đi hàng. Đầy đủ thông tin em mới chốt đơn nha mọi người, đầy đủ thông tin. Áo đang mặc chỉ có hai màu nha. Bình Dương chuyển khoản em mới đi hàng nha chị ơi. Áo đang mặc hai màu đỏ và màu vàng. Chế nào lấy thì để lại số điện thoại ngay và liền giúp em 350 sale còn 250. Đang mặc có 3 màu. Áo kim sa ghé shop mua có sale không? Có chị ơi, ghé shop chị ghé sớm không lấy hết hàng, ngày mai chị ghé liền không lấy hết nha chị ơi. Body body tay rồi là body gì? Tay rồi là cái gì chị ơi? Có ống nào như tôi. Ông ok ông. Chị Mimi luôn nhá. Chiên giờ lại đi, này giờ không có đơn nào nổi thành luôn á. Mà còn một đơn Mimi luôn nha. Không, mấy đơn ở trước á. Giờ lại hết chưa? Rồi mọi người ơi, đang mặc 350, sale còn 250. Ủa em thấy có khách cho số điện thoại không, cho địa chị á? Còn phải gọi chứ. Cái gì đó, bé Lê Nhung á, bé Nhung Lê gì đó. Rồi bà chưa, bà không có thấy đó bà. Dưới 60kg vừa nha, dưới 60kg vừa. Này đây chị đọc xong cho em đọc cái này. Rồi em qua mẫu tiếp theo cho mọi người nha. Đang mặc 350 sale còn 250. Chị rồi hàng để lại số điện thoại ngay và liền giúp em. Màu đỏ, màu đen và màu vàng. 350 sale còn 250, màu đỏ, màu đen và màu vàng. Tình yêu lấy comment mà đang mặc kèm số điện thoại địa chỉ, ship tình chuyển khoản mới ship chị ơi. Bây giờ tình chuyển khoản mới ship nha mấy chị ơi, bây giờ tình chuyển khoản em mới ship nha. Có muốn thì đóng máy à mà không mua gì. Cái gì vậy? 50 luôn. Ôi sao mà bị đóng máy. Em mới chịu đóng máy.
Cái máy của em lên kia kìa. Rồi chị nào lấy đang mặc nè, để lại số điện thoại ngay vào liền giúp em nha. Còn bạn ấy nhớ được giá em bán luôn á. Đây mọi người ơi, áo khoét ngực nè, body khoét ngực. Body khoét ngực tay dài mọi người ơi. Body khoét ngực tay dài nè mọi người, body khoét ngực tay dài. Em sale cho mình là 150, 290 sale 150. Chế nào lấy cầm em là khoét ngực, khoét ngực. Khoét ngực, khoét ngực, khoét ngực. Khoét ngực chế nào lấy có đủ màu, màu cam, màu bò, màu đỏ, màu rêu lấy mày em ở trên đang xài cái gì anh? Màu rêu. Màu rêu, màu bò, màu đỏ, màu cam. Chế nào lấy comment em là khoét ngực, lấy đang mặc không có màu đen trang thanh ơi. Đang mặc không có màu đen em nha, đang mặc không có màu đen nhá. Được em ơi, Thu Thảo Hoàng ơi, chuyển khoản. Em chụp màn hình gửi vào inbox giúp chị đi. Em chụp màn hình gửi vào inbox rồi em chuyển khoản gì đó rồi chị gửi xe cho em nhá. Chị gửi xe cho em nhá. Đầm tay cánh tiên không? Có chị ơi, chờ chút xíu nha. Sơ mi vàng chốt cho Nguyễn Thủy. Chị thấy không? Bé Nhung gì đó. Rồi, chế nào lấy đang mặc này nè mọi người ơi. 350 xe còn 250 nha, màu đỏ màu vàng. Tình yêu lấy để lại số điện thoại ngay, vài thun gân gì tí xíu nữa bà chị ơi. Khoét ngực 29 xe 150 có màu cam đất. Màu đỏ. Trời ơi đơn giản nhưng mà mọi người mặc lên rất là đẹp, ôm body khoét ngực cực kỳ sexy ha. Chế nó lấy comment em là khoét ngực cam, khoét ngực đỏ, khoét ngực bò hoặc là khoét ngực rêu nha mọi người ơi. 29 xe 150, 29 xe 150 nha. Chế nó lấy để lại số điện thoại ngay và liền giúp em nha. Lúc này mạng sao đâu hết đâu, nãy giờ like cũng bình thường mà. Rồi khoét ngực rêu 290 xe 150. Tình yêu lấy thì comment em là khoét ngực, khoét ngực kèm số điện thoại địa chỉ ngay vào liền giúp em. Bây giờ em lên hàng xe cho mọi người nha. Tầm đang mặc 350 xe còn 250 chế đâu lấy xe màu vàng. Để lại số điện thoại ngay vào liền giúp em. Ok rồi em xin giúp chị ơi. Hay cái này mọi người có thể mang thắt lưng hoặc không mang thắt lưng đều ok nha mọi người nha. Sau hai lên bác sĩ phụ nhuận nha mọi người. Mọi người ở gần thì ghé shop luôn nha mọi người ơi, hai xe đông giá rất là nhiều nhá. 795, 95, 120 nhá. Tình yêu là lấy đang mặc, còn bao nhiêu là đang mặc kèm số điện thoại địa chỉ nha mọi người ơi. Đang mặc kèm số điện thoại địa chỉ nha mọi người ơi, lên sale ok, bây giờ lên sale. Chia sẻ like cho em lên hàng sale, mỗi chị mình chia sẻ like giúp em là 5 hội nhóm. Mỗi chị, các chị ơi, đơn thành phố Hồ Chí Minh, sáng mai em đi hàng luôn không gọi nha mọi người. Sáng mai em đi hàng luôn không gọi nha, chị em ghi chưa vậy? Nguyễn Thủy, cái chị ghi kìa, bé Nhung gì đó. Bé Nhung gì đó ghi chưa? Đang mặc, mọi người ơi, chế rồi lại đang mặc nè, để là số điện thoại Lê My. Lê My ở đâu giờ? Lê My lúc ở đâu? Chốt cái gì, cái máy chị nó không chạy comment á chị. Chốt cái gì cho Nelly đó. Chế nào lấy đang mặc nè, để lại số điện thoại ngay vào liền giúp em. Chế nào lấy đang mặc nè, để lại số điện thoại. Em đọc cái này gọi đại tiếp này. Nhanh. Lê My, Lê My. Áo đang mặc 350 xe còn 250. Áo đang mặc 350 xe 250. 0967 674882. Màu đỏ. Nhanh em đọc thêm nè. Body 2 dây Đồng Nai không đi rồi. Các chị nào đơn tình chuyển khoản em mới đi hàng nha mọi người ơi. Nè, Trân Girito nè. Trời ơi nhà bè này ba. Trân Girato. Cái gì vậy chị? Trân Girato, Girato. Nhanh nè. 0907 987. Không thấy đường đúng á. 815 148 Nguyễn Bình. Trời ơi nhanh lên đi. Rồi 350 xe còn 250 sao kỳ vậy? Đã để chạy comment rồi mà. Để chạy này dơ lúc này lúc mà bị nay nó bị giận nè anh em. 148 Nguyễn Bình, Phú Xuân, Nhà Bè. Rồi chế nó lấy đang mặc nữa, 350 sale còn 250 nha. Tình yêu lấy nữa để lại số điện thoại ngay vừa lên cho em. Không biết nữa, tí nữa gọi đi. Phương Lê nè, bé Nhung Lê, nhanh. 350 sale còn 250, màu vàng, màu đỏ, màu đen, set thể thao em còn 2. Còn 3 set nha mọi người, set thể thao lĩnh sale 190.000, set thể thao lĩnh 0907 579222. Ngồi đọc cái hết giờ luôn á chị Hiền. Ừ, 3 số 2. À, Trân Digital cho địa chỉ thôi, chưa có lấy, chưa có chốt. Cứ cho địa chỉ skin lấy thì mua. Ok, Trân Digital từ gọi nhá. Quảng Nam, chị ơi, Quảng Nam không đi hàng nữa, chị ơi, Quảng Nam không đi hàng nữa. Nhận được cạc chưa? Cạc chị gửi đâu chị gửi đâu vậy? Áo đang mặc 350, sale 250.
Áo đang mặc 350 sale, 250 chế đâu lấy để là số điện thoại ngay vào liền giúp em. Áo đang mặc 350 sale còn 250 nha. Chế đâu lấy để là số điện thoại địa chỉ ngay vào liền giúp em nha. Sắc khăn là ở đâu vậy ta? Chiến ơi, có sắc khăn này nè, cho số điện thoại không biết lấy ở đâu nè. Đang mặc 350 sale còn 250 nha mọi người ơi. Chiến ơi, em ghi nha nha. CNH 0934 54 9096. Phan Thị Hành địa chỉ, có địa chỉ em mới chốt đơn nha mọi người, có địa chỉ em mới chốt đơn. Đang mặc chế độ lấy để là số điện thoại địa chỉ giúp em nha mọi người ơi. 300 đang mặc 350 xe còn 250 hai màu đỏ vàng, chế độ lấy còn bao nhiêu mà đang mặc kèm số điện thoại địa chỉ nha. Hết chưa? Đóng cửa đi. Đang mặc chế độ lấy kèm số điện thoại địa chỉ rồi mọi người ơi, set lính nha mọi người. Set lính gồm áo crop top và quần lính 390 xe 190.000 set lính. Quần tí xíu nữa Bình Dương chuyển khoản mới ship, Đà Nẵng chuyển khoản mới ship nha chị ơi. Đà Nẵng chuyển khoản mới ship, Bình Dương chuyển khoản em mới ship nha mọi người ơi. Rồi set lính em còn 5 set. Đây. Gồm quần lính nè mọi người ơi. Gồm quần rằn ri ha và áo màu rêu, tông xuyệt tông với quần nha mọi người ơi. Set lính 390 xe 190.000. Chế đâu lấy áo crop top và quần nha mọi người. Set lính nha mọi người ơi, set thể thao lính. Ok chị. 390 sale còn 190. Đặt hàng có địa chỉ mới chốt đơn nha mọi người ơi. Có địa chỉ, chị ơi em mua đồ ra Tết ship ok em. Em ơi em chuyển khoản đi, chị ship luôn cho em nha mọi người. Em ơi em chuyển khoản, chị ship luôn cho em nha. Vùng Tàu chuyển khoản mới đi nha bạn ơi. Kêu là nhắn tin kìa. Trời ơi nhắn tin lúc nào Quỳnh Quỳnh ơi. Chết rồi, hình như mấy cái điện thoại á chị Hiền. Xét lính địa chỉ mới chốt đơn chị ơi, có địa chỉ mà em mới chốt đơn nha mọi người. Có địa chỉ em mới chốt đơn, em còn 5 set. Bây giờ này mọi người ơi, có địa chỉ có đơn, không địa chỉ không có đơn nha mọi người nha. Không ship tỉnh, xin phải ship tỉnh đi chuyển khoản. Chị nào ở tỉnh chụp màn hình gửi vào inbox chuyển khoản em đi hàng. Chị nào ở tỉnh chụp màn hình gửi vào inbox chuyển khoản em đi hàng. Nhưng mà đi hàng là cũng qua Tết mới nhận được nha, chứ không có nhận kịp trước Tết nha mọi người ơi. Sơ mi đang mặc chế độ lấy, trời ơi số điện thoại địa chỉ mới chốt đơn, số điện thoại địa chỉ mới chốt đơn. Em thử màu vàng cho mọi người coi nha. Mai Bích Hậu địa chỉ mọi người ơi, địa chỉ Phú Yên chuyển khoản mới ship chị ơi, Phú Yên chuyển khoản mới ship nha. Thùy ơi địa chỉ em ơi, Minh Hậu địa chỉ nha. Xét lĩnh em còn 3 set, chị nào cho số điện thoại địa chỉ em mới chốt đơn. Ninh Bình chuyển khoản mới đi hàng chị ơi, Ninh Bình chuyển khoản em mới đi hàng. Xét lĩnh 59kg vừa em thử cho mọi người màu vàng nha. Chế nó lấy màu đỏ nó chốt liền này. Chế nó lấy màu đỏ nó chốt liền giúp em. Sơ mi đang mặc 350 sale còn 250, chế nó lấy đỏ chốt liền. Bây giờ em thử cho mọi người màu vàng nè. Số điện thoại địa chỉ mới có đơn nha mọi người ơi. Có địa chỉ mới có đơn, không địa chỉ không chốt đơn nha. Các chị đàn em để lại đầy đủ thông tin giúp em nha mọi người ơi. Để lại đầy đủ thông tin. Số điện thoại địa chỉ em mới đi hàng nha mọi người nha. Đây bây giờ em thử cho mọi người màu gold này, mọi người màu vàng nha. Vàng này là vàng ánh kim nha mọi người, vàng đồng ánh kim. Chế nó lấy set lính còn 3 set, kèm số điện thoại địa chỉ em mới chốt đơn set lính. Có số điện thoại địa chỉ mới chốt đơn, chị nào mà Nguyên Phương nhận tiền qua sổ năm 30 đôi. Chị coi cái số nào kìa. Dành mấy đứa nộp kẹt, sao để từ tiền nộp như con hàng sao mà nộp như vậy được. Tiếp nó có nộp vô hay không? Có lên kiểm tra đi. Kiểm tra bao nhiêu máy, bây giờ biết máy nào mà kiểm tra. Nãy em nói rồi đó, bữa sau không có được nộp như vậy đó. Lấy đang mặc màu đỏ hóc môn, ok. Anh Suka hóc môn có ship nè. Quần 7 cho Mai Bích Hậu set lính, ok set lính nè. Set lính, xem lại set lính đi, ok. Có dưới móng rộng không, có nha chị ơi, có dưới móng rộng nha. Màu vàng nè mọi người ơi, có dưới móng rộng tí xíu nè, em lên zoom nha mọi người. Chơi chút xíu, cho mọi người coi lại set lính nha mọi người ơi, màu vàng rất là đẹp. Rồi tình yêu lấy đang mặc 350 xe còn 250, sơ mi nhũ melantic, chiếc đầm không thể thiếu trong tủ đồ nha. Sa ca kiều chút em nhắn tin nghe, ok em nhắn tin đi, nhắn tin đi chuyển khoản vào cho chị đi hàng em nhé. Dù gì cũng xa nhau rồi, bao đêm giấc giấc. Rồi 350 xe còn 250 bao giá toàn Facebook cho mấy chị nha. Em nói thật mấy chị, cái màu sơ mi này cái sau kén nó cũng bán. Nhưng mà xe lấy mọi người. Cái sau kén nó cũng bán nhưng mà giá 300 mấy trở lên không có đâu bạn, giá 250 đâu mọi người. 250 là tương đương với giá xỉ rồi nha mọi người, 250 là tương đương với giá xỉ rồi. Chế nó lấy còn bao nhiêu mà đang mặc kem màu kem xuống ngoài đỏ hoặc vàng. Đang mặc đỏ hoặc vàng. Ok, còn gì đều vừa vừa. Rồi, đang mặc
xuống hỏi ngay và liền giúp em. Nịt có bán nhá mọi người, nịt 170.000 nịt 170.000, nịt Gucci ông 170.000, Gucci đính ngọc trai. Hai bên này có con ong không? Hai bên này có con ong không? Em xin về địa chỉ. Mọi người bây giờ comment giùm em nha. Số điện thoại kèm địa chỉ. Em đưa em đôi bông tai đi chị, em đưa bông tai trong hộp á. Rồi, em vô lại set lửng cho mọi người coi, em còn 3 set nha mọi người ơi. Set lửng em còn 3 set nha mọi người. Nào 250.000 nha chị Hà Nguyễn ơi. Gồm quần nè, gồm quần quần nè. Quần và áo crop top màu rêu và quần rằn ri ha. Một set như vậy 390.000 xem 190.000 mọi người. Bình thường chuyển khoản giúp em mọi người ơi. Bình thường á mọi người mua cái quần đã 270 rồi, bây giờ mua nguyên set như vậy 190.000 là quá rẻ. Chỉ duy nhất trong livestream này thôi, em còn 3 set nha mọi người ơi. Áo crop top và quần nha mọi người ơi. Set lấy 190.000 vừa bán vừa tặng nha mấy chế nha. Vừa bán vừa tặng quà cuối năm nha mọi người ha. Nguyễn Mai ơi. Chị ơi, chị chụp màn hình đi, chị nào mà chuyển khoản á, chụp màn hình inbox giúp em, ngày mai sẽ có nhân viên vào check nha mọi người. Hoặc là bây giờ mọi người chuyển khoản luôn cũng được, nó chuyển khoản luôn em đóng hàng đi luôn nha mọi người nhá. Set em ơi, địa chỉ mới chốt đơn, có địa chỉ em mới chốt đơn nha. Set một màu duy nhất có địa chỉ em mới chốt đơn nha mọi người ơi. Này giờ chị chốt mấy set rồi? Em thấy chị Nhũ ơi. Nhưng mới được có một set thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Set lính cho em xem đầm đen lấp lánh phía sau, chờ chút xíu. Nguyễn Mai cảm giác đến hoa hả? Chị Nguyễn Mai ok em chỗ đó chị nhá. Chị lấy set lính, trời ơi địa chỉ, chị ơi địa chỉ mọi người ơi, cho em địa chỉ em mới chốt đơn. Không địa chỉ không có đơn, có địa chỉ mới có đơn nha mọi người ơi. Rồi bây giờ qua mẫu tiếp theo cho mọi người nha, qua mẫu tiếp theo cho mọi người nha. Pleiku hả, chuyển khoản mới đi hàng nha. A Trần ơi địa chỉ, A Trần ơi địa chỉ A Trần ơi. Số điện thoại địa chỉ mới đi hàng mới có đơn nha mọi người, có địa chị mới có đơn. Miro địa chỉ, Ali Trần địa chỉ. Set lính 190.000, chế nào lấy để lại số điện thoại địa chỉ, em còn 2 set. Set lính còn 2 set. Đang mặc màu vàng như Tiên Tiên, cấp mắt Bình Triệu. Em đọc cái này đang bên. Ok em chốt cho Tiên Tiên 0989 090254 cấp mắt Bình Triệu. Trời ơi không thấy đường luôn này chị Hiền. Ok chốt cho Nguyễn Xét Lính. Mày hay là có lấy quang quang không, mày để chịu lấy chiều đâu em. Cứ ghi như vậy mấy đứa nó biết à. Cấp mắt Bình Triệu hình như là ở đâu cầu Bình Triệu đó. Rồi chế nó lấy đem đeo mặt rồi để lại số thoại ngay và lấy em cho mọi người ơi. Xét Lính còn 2 set nha mọi người. Chế nó lấy thì cảm ơn em là Xét Lính nha mọi người ơi. Xét Lính em còn 2 set nha. Bây giờ em lên hàng xe cho mọi người nha, nó chở vui. Thôi Xét Lính chỗ cho 2 khác rồi. Nói xanh lên đi. Còn 3 set nữa. Xét Lính em còn 3 set nữa nha mọi người ơi. Xét Lính còn 3 set nữa. Ủa em thấy có 2 khách vừa chốt nữa mà. Xét Lính ở đâu đây? Ok chị nha. Xét Lính còn 2 set mọi người, chị nào lấy cầu hỏi em là Xét Lính nha mọi người ơi. Cúc Sói ơi cho em địa chỉ Hương Nguyễn nè, Hương Nguyễn lấy gì đây? Đây nè, Xét Lính đây nè ba. Hương Nguyễn ơi chị lấy gì vậy? Hương Nguyễn ở thành phố nè. Xét Lính luôn là được 3 set rồi đó. Ừ cho địa chỉ rồi ở thành phố. Miro ơi địa chỉ em ơi, đang mặc 250. Chế nó lấy comment nha mà đang mặc kèm số điện thoại địa chỉ ngay vào liền giúp em. Chế nó lấy đang mặc kèm xin số điện thoại địa chỉ. Tình yêu lấy đang mặc kèm xin số điện thoại địa chỉ nha mọi người ơi. Đang mặc 350 sale còn 250 nha. Xét Lĩnh Bùi Linh ơi địa chỉ mới chốt đơn, địa chỉ mới chốt đơn nha mọi người. Không, xếp tình chuyển khoản em mới đi hàng nha chị ơi. Tình chuyển khoản em mới đi hàng nha. Rồi còn một xét Lĩnh cuối cùng, có địa chỉ mới có đơn, không địa chỉ em không chốt đơn nha mọi người. Có địa chỉ em mới có chốt đơn nhé. Các chị ở Sài Gòn ngày mai giữ máy, shipper sẽ liên lạc giao hàng nha mọi người ơi. Ngày mai shipper sẽ liên lạc giao hàng cho mình nha. Xét Lính này chị nào lấy rồi nè. 350 sale còn 190.000 xét Lính. 350 sale còn 190.000. Tình yêu nào lấy thì cầu ơn em là Xét Lính kèm số điện thoại địa chỉ. Đang mặc 350 sale còn 250, hai màu đỏ vàng. Chị nào lấy đang mặc thì cầu ơn em là đang mặc Miru ơi, không có địa chỉ không chốt nha em ơi. Xét Bell hoặc có xét Bell luôn. Chờ chị chút xíu đây em ơi, có set bell luôn. Set bell này mình bán nhiêu chị Diễn hả? Nhiều nhẹ không? Đâu chị nhờ mà, đây chị cho nó. Bán. Set bell ok, có set bell luôn, để em coi còn set nào không? Còn set rồi, còn nữa mà. Rồi đây mọi người ơi, set bell, chị nào lấy nè, set này set da chanh nha mọi người. Set da chanh nha. Có set bell này nữa. Cái này là set da chanh để em vô cho mọi người coi set da chanh. Đi hang luôn nhé cả nhà ơi. Set bell chỉ chút xíu nha, có quần lê lửng không, chỉ có quần lê dài thôi.
Bình Thuận chuyển khoản em mới đi hàng nha, Con Tum chuyển khoản em mới đi hàng. Em nghe này Vũ Thiên Như ơi, mọi người ơi, chị nào mà ở tỉnh á, chuyển khoản inbox giúp em, chụp màn hình gửi vào inbox xong rồi chuyển khoản thì em mới đi hàng nha mọi người nhá. Chuyển khoản em mới đi hàng nha mọi người. Em còn một set da chăn này mọi người ơi, set da chăn này gồm chân váy và áo crop top. Còn một set em sale cho mình 340, còn set sale mình 240. 340 sale còn 240 gồm áo crop top và chân váy. Chế nó lấy inbox, chụp màn hình inbox. Chế nó lấy còn bao nhiêu em là set da chăn nha. Bùi Linh ơi, inbox giúp chị em ơi, ở tỉnh mọi người, ở tỉnh đừng đặt trên like nha mọi người. Các chị ở tỉnh mình vào inbox chuyển khoản nha. Các chị ở tỉnh vào inbox chuyển khoản vào tài khoản cho em, sau đó bên em đi hàng cho mình. Nhưng mà cũng ra test mới nhận được nha. Đây set belt, còn một set này mọi người ơi, set belt này. Set belt thể thao nha mọi người ơi, set belt. Set belt này em còn 1-2 set gì thôi. Đây, em dơ cho mọi người coi. Set belt này của em là 520. Em sale cho mình là 320.000 set bell. 520 sale còn 320.000 set bell. Trời ơi, cái vải nó dày chất da lộn nha mọi người, vải dày chất da lộn viền kim sa nha. 520 sale còn 320.000. Kim chiêu Hoa Vi ơi, chấm xin đưa chị kem đi 100 comment đi mọi người ơi. Chất chơi cực kỳ set bell, chất chơi cực kỳ luôn, còn 1-2 set gì thôi. Chế nó lấy còn anh em là set bell sang chảnh không đụng hàng luôn. Chất da lộn dày dành. Hoa Vi địa chỉ, có địa chỉ mới chốt đơn nha mọi người ơi. Nói chung lắm tôi để địa chỉ mới chốt đơn. Địa chỉ mới chốt đơn nha em, để set bell nha, chuyển khoản. Inbox giúp chị em ơi, inbox giúp chị. Chị cứ chụp cái set link set bell này lại đi rồi chị gửi vào inbox chị chuyển khoản rồi em đi hàng gì nhá. Chuyển khoản em mới đi hàng. Set bell, set bell, chế nó lấy cứ mấy như là set bell. Set bell kèm số điện thoại ngay vào đường giúp em nha mọi người ơi, set bell, set bell. Em còn một set vàng này mọi người ơi, set vàng gồm chân váy có quần bên trong này. Set bell 320.000 chị ơi, 520 sale còn 320.000 set bell. Đang mặc 350 sale còn 250, chế nó lấy còn bao nhiêu mà đang mặc. Em còn một set vàng này gồm áo sơ mi crop top. Set vàng em còn một set 440 sale còn 240 set vàng. Nó dạng quần giống như là đồ quân đội vậy mọi người, nó dạng giống đồ quân đội vậy đó. Đó, nó gồm áo sơ mi crop top như vậy, nút bấm như vậy ha. Và trên váy ở quần bên trong. Chế nó lấy còn anh em là set vàng. Set vàng 440 sale 240, một set duy nhất. Áo chị mặc 250 hả? Chị mặc 250 nha. Áo chị mặc đếm ghim cho áo đang mặc 250 nha chị ơi, áo đang mặc 250 nha. Bao nhiêu ký vừa là dưới 55 ký là vừa nha chị ơi, dưới 55 ký là vừa nha. Đang mặc 350 sale còn 250 nha. Kim chi Hoa Vi cho em xin rồi chị đi chị ơi. Rồi set vàng còn một set này. Tình yêu lấy thì còn bao nhiêu là set vàng, vàng, set vàng. Con, ok chị Kim không tính nhá. Lấy gì vậy? Da trắng. Da trắng bao nhiêu em? Da trắng 240 nè. Địa chỉ Sài Gòn, ok. Đúng rồi chị nào ở địa chỉ Sài Gòn thì ghi giúp em là địa chỉ Sài Gòn giúp em. Chế nào lấy nè, chế nào ở Sài Gòn thì cho số điện thoại địa chỉ trên like. Chị nào ở tỉnh chụp màn hình inbox chuyển khoản. Chụp màn hình inbox chuyển khoản em mới đi hàng. Set vàng còn một set chế nó lấy đây là số điện thoại địa chỉ ngay vào liền giúp em. Set vàng. Set vàng kèm số điện thoại. Chị Quân Chín nhé chị ơi, đi cùng ơi chị Quân Chín nhá. Ok, chân hoang hoang hóa nhá, set béo ha. Set béo. Điện Hồ Chí Minh hả? Ừ. Để lấy luôn. Ok, Hoàng Hoa set béo. Rồi, qua mẫu tiếp theo. Ủa lính gì chốt được mấy set giờ vẫn còn luôn. Còn set béo bao nhiêu? Hôm nay set bell 320. Rồi qua mẫu tiếp theo cho mọi người nhé. Các chị ở tỉnh thì cho số điện thoại địa chỉ luôn. Các chị ở tỉnh thì inbox. Sài Gòn thì số điện thoại địa chỉ luôn. Em đóng hàng ngày mai đi luôn. Em không gọi chốt đơn ngày mai đi hàng. Shipper sẽ đi hàng sớm luôn nha mọi người. Chiều mai mọi người nhận được nhá. Burberry em còn một đen một nâu này mọi người ơi. Xem 150. Burberry em còn một đen một nâu. Burberry em còn một đen một nâu nha mọi người ơi. Xem cho mình 150 Burberry em còn một đen một nâu. Chế nó lại còn bao nhiêu là Burberry đen hoặc Burberry nâu nhá. 300 cái này 29 chứ Burberry. 2 giây à lộn. Đơn giản thôi mọi người, đơn giản thôi, mặc ôm body rất đẹp và rất là tây. Màu đen, màu nâu 150. Chị nó lại còn bao nhiêu là Burberry đen hoặc Burberry nâu kèm số điện thoại. Burberry đen hoặc Burberry nâu kèm số điện thoại. Set lính còn 2 set, chế nó lại lại luôn giúp em mọi người ơi. Set lính em còn 2 set nha mọi người.
hai set lượng nhé, còn hai set em dơ lại cho mấy chị coi nhá. Đây áo khoác béo hả, cái đó là set béo chưa, cái đó là set chứ không phải áo khoác. À còn áo khoác béo không, còn áo khoác béo kim sa được không chị ơi? Áo chị mặc 350 sale còn 250 em nhá. Em ở sòng 2 Levan Si phụ nhân chị ơi, áo sòng 2 Levan Si phụ nhân nhá. Áo chị mặc 350 sale còn 250. Áo đang mặc có màu, màu đỏ, màu đỏ và màu vàng nhá. Còn áo khoác béo kim sa được không chị ơi? Nè set lĩnh còn 2 set, mấy chị ơi set lĩnh em còn 2 set. 350 sale 190.000 giá rẻ như cho, gồm áo 190.000 gồm áo và quần luôn mọi người ạ. 390 sale 150. Chế nào lấy comment giúp em, chế nào lấy comment giúp em là set lĩnh nha mọi người. Còn 2 set, set lĩnh kèm số điện thoại ngay vào liền giúp em. Các chị ơi đặt hàng để là số điện thoại địa chỉ nha mọi người ơi, để là số điện thoại địa chỉ nha. Vân Anh áo chị mặc 350 sale còn 250 nha. Bây giờ em lên tiếp mẫu cho mọi người nha. Nhưng mà không cho địa chỉ khỏi chỗ đến nha, hàng nha. Rồi, qua mẫu tiếp theo mọi người nha. Rêu này mọi người ơi, rêu 2 dây em còn 2 cái. Body rêu len tâm 2 dây, chị nào lấy giúp em là rêu 2 dây đi. Rêu 2 dây. Ờ, chị ơi đầm body chị đang sale tới ngày mấy chị nghĩ? Tới Tết là chị hết sale em nha, chị hết Tết là hết sale. Qua Tết là về giá bình thường nha em ơi. Dạ, Vân Anh ơi hôm qua chắc đi rồi em ơi, Vân Anh đơn hôm qua chắc đi hết rồi em ạ. À. Rêu còn 2 cái xe 150, rêu còn 2 cái. Rêu còn 2 cái xe 150, chế nó lấy công an em mà rêu 2 dây. Rêu 2 dây em còn 2 cái. Áo khoác beo được không? Ok. Trinh ơi, chuyển khoản. Ok, Trinh ơi inbox giúp em nha. Chị Trinh ơi, chị Trinh inbox giúp em. Chị Trinh ở tỉnh hả chị ơi? Chị Trinh ở tỉnh hả chị ơi? Em chuyển khoản thì inbox nha, chúc mừng anh nha. Thảo Trang ơi, ở tỉnh thì inbox chuyển khoản em đi hàng. Inbox chuyển khoản em đi hàng. Ok, Trang Mỹ nha. Chị Yến Trinh ơi, chị ở đâu vậy chị? Ở tỉnh hả chị? Ở tỉnh thì inbox giúp em nha. Các chị ở tỉnh chuyển khoản đi, em mới đi hàng nha mọi người ơi. Rêu em còn 2 cái, rêu 2 dây xe 150 nè. Chất vải len tắm rất là đẹp. Rêu 2 dây còn set dài nào nữa không? Có rất nhiều set. Vân Anh ơi có, nếu mà là đi hàng rồi đem mà. Rêu còn 2 cái rêu. Rêu 190 chế nào lấy giúp em, rêu 2 dây 190.000. Rêu 2 dây 190.000. Rồi em còn một cái đầm len màu bò mọi người ơi, đầm len. Đầm len đây để em coi còn nhiêu em like hết cho mọi người. Sale mọi người ơi, sale sập sàn luôn mọi người ạ. Xeo sập sàn, xeo bánh sóc luôn. Chị xong rồi chạy cho em lấy kem cái bao beo kim sa đi. Bác beo kim sa. Xích tỉnh mất mấy ngày, xích tỉnh qua Tết mới nhận được. Tình yêu ơi, xích tỉnh qua Tết mới nhận được nha. Rồi mọi người ơi, đầm len nè mọi người. Đầm len body 2 dây đơn giản. Mặc rất là tây luôn, mặc cực kỳ tây. Chất len mịn dai. Len này em hiện tại em còn 3 cái. Len nu, len đen, len bò. Xeo 140, 280. Xe 140 để trên bàn chưa? 140 đầm len, chế nó lấy ghi giúp em. Len bò. Ủa, len đen. 150, len nu. Ba màu tất cả. Ủa, nha mọi người ơi. Nu đen bò, nu đen bò, chế nó lấy 140 đầm len. 140 đầm len. Mỗi màu còn một cái, mỗi màu còn một cái, chế nó lấy 140. 290 theo 140. Hôm nay trong shop này có cái gì em sale hết nha mọi người ơi. Đâm lên bao tuyệt nhúng để địa chỉ nhé. Chị Na cũng để địa chỉ, nó có chốt đơn nha. Có địa chỉ mà chốt đơn nha, trời ơi tuyệt nhất đến nơi luôn nha. Rồi đây lên tiếp cho mọi người siêu phẩm. Thay chế nào lúc này tìm đầm thể thao, có đầm thể thao luôn. Có địa chỉ mới đóng hàng nha mọi người ơi, có địa chỉ mới đóng hàng. Nói chung là trong shop này ngày hôm nay có cái gì em sale hết, tất tần tật tốt tuần tuột cho mấy chế, cho mấy chế ui. Còn địa chỉ em mới đọc đang này nha. Mấy chế ui. Hay. Hôm nay là sale hết. Chị ơi, không có nhận thẻ, chỉ nhận chuyển khoản thôi. Sale hết, nghỉ Tết, nha mọi người ơi, sale hết, nghỉ Tết. Mọi người ơi, đang trong live diễn ghi hết đây. Đang trong live chậm nha một cái mọi người ơi. Đang trong live chậm nha một cái, len bò cho địa chỉ quận 12 nè. Em chốt len bò nè. Ờ, len em còn nu. Len em còn nu với đen nha mọi người. Len em còn nu với đen nha. Chế nó lấy công anh em là len nu hoặc len đen. Chế nó lấy len nu. Em còn nu với đen nha mọi người ơi. Em còn nu với đen. 290 xe 140 mọi người ơi. Đặt hàng đầy đủ thông tin số điện thoại địa chỉ. Chốt đơn nhanh qua mẫu nhanh cho mọi người lựa được nhiều nha mọi người nha. Các chị ở tỉnh để lại đầy đủ thông tin số điện thoại địa chỉ. Em chốt đơn cho mình nha mọi người ơi.
Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Chết mẹ rồi, len này không phải màu đen. Rồi len em còn màu nu nha mọi người ơi, 150. Len em còn một cái màu nu nha, len em còn một cái màu nu. Len bò hết rồi, chị Mana Giang ơi. Chị chốt bò được đúng không? Mana Giang ơi, Mina Giang ơi, Mina Giang ơi, chị lấy màu nu được không em ơi? Mina Giang ơi, nu mặt rất là tây nè em ơi, nu 140 nè. Len nu 140, len nu 140. Lấy giá trị số điện thoại địa chỉ Mina Giang, len nu 140 em ơi. Thôi chị lấy thứ nha, em để sắm mua có được giả xéo không được nha mọi người. Có em nha mọi người ơi, chia sẻ like giúp em nha. Chia sẻ like năm hội nhóm hôm nay em sale tất tần tật, tất tần tật. Trong nhà em có gì em lôi đem sale mày chế luôn nha mày chế ơi. Lên bò hết rồi mọi người ơi, lên bò hết rồi còn lên nu nè. Huỳnh Như Ý ơi, rồi Huỳnh Như Ý đâu rồi à? Lên bò thì hình này này. Hình như hết rồi. Mina Giang ơi, lấy màu màu nu được không em ơi? Còn cái màu nu nè em ơi. Còn một cái màu nu nè, chế nó lấy này là số thoại địa chỉ ngay và liền giúp em nha mọi người ơi. Em lên tiếp màu cho mọi người nha. À chị Huỳnh Như Ý ơi, chị đổi mau giúp em đúng kìa. Hết bò nha, còn cái màu nu chế nó lấy thì chốt giúp em, chế nó lấy thì chốt giúp em nha. Áo đang mặc 250 em ơi, áo đang mặc 250 nha, áo đang mặc. Châu Hanna lấy gì vậy? Len đen. Châu Hanna ơi, len đen là có hàng nút ở giữa nha chị ơi. Dạ thôi ok em, về lựa một khác giúp chị nha em ơi. Nè, cái gì nhỉ? Châu Hanna ơi, len đen là cái loại này nha chị, cái loại có hàng nút ở giữa nha chị ơi. Châu Hanna ơi, ok không thì ok cho em cả nha. Sale luôn nha, chế 150 luôn. Ha, cho em xem sạch béo thì chị ok. Châu Hanna ơi, ok chị cài cái này được không em ơi, chứ không phải giống cái kia nha. Cái này có thêm một hàng nút ở giữa, cái này giá thì bình thường là một đáng lẽ chị sale 1.9 mà này chị lỡ 3.5, sale 1.5 luôn. Châu Hanna ơi, ok thì ok chị cài, chị chốt cho em. Châu Hanna ơi, có set gì, set béo hả? Rồi, qua mẫu tiếp theo cho mọi người nha. Nói chung là hôm nay có cái gì trong cái shop này còn lại một hai xác chị em sale banh xác cho mày chế luôn nhưng mà chế ơi. Tranh thủ giúp em Châu Anna ok không em ơi? Ôi trời lên bom đi ninh giang tụt em mà đâu có. Đâu có đâu chứ. Lấy đen tu tủ chuyên trần ơi, cho số điện thoại địa chỉ. Yếm cột dây sau lưng còn không? Yếm cột dây sau lưng còn nha. Châu Anna ok không em ơi? Châu Anna ok không? Rồi còn một set D&G. Set nhung D&G, set nhung D&G mọi người ơi. Thêm vào cái cổ yếm không? Set nhung D&G, set nhung D&G 360 sale 250. Set nhung D&G gồm quần thể thao, viền D&G và áo nhung. Set nhung D&G nha. Len đen có hàng nút. Tủ Trinh ơi địa chỉ. Chế nào có ok chốt cho Châu Anna cái này. Ok Châu Anna rồi đây. Ok em chốt cho Châu Anna rồi nha, hết đen rồi. Hết len đen nha, Tủ Trinh ơi lựa một khác giúp em, hết len đen nha. Hết len đen nha, Bình Nhi ơi lựa một khác giúp chị. Nhớ đây là số thoại địa chỉ chốt đơn nha. Em không đủ thêm đẹp nữa ngọt. D&G, chế nào lấy D&G nè mọi người ơi. 350 sao 250 D&G, một set duy nhất. Khoác bao đây. Trời ơi màu nu đẹp nhất nét như vậy mà sao mấy chế không lấy. Trời ơi em nói thật, mặc lên như mọi người nó tuyệt với cái màu da của mấy chế hả. Teo tôn dáng giả man luôn mà lên màu nu nó tiệp màu da tây, trời ơi tây lắm luôn. Chế nó lấy len nu chốt liền 140, len nu một cái duy nhất 290 sale 140. Áo đang mặc 350 sale 250 nha mọi người ơi. Áo đang mặc 350 sale 250. Tủ Trinh Trần ơi, cái này em hết lửa một cái giúp em nha. Yếm lông có bán lẻ chị ơi 140. Yếm lông có bán lẻ 140. Đây khoác beo này mọi người, khoác beo. Body thể thao cam đất còn 5 cái. Thể thao cam đất, chế nó lấy giúp em là thể thao cam đất, xe cho mình là 140 nha mọi người ơi. 140 nhá. Cho chị xe chơi chanh luôn nhé. Xe là chanh hả? Xe chơi chanh hả ta? Chị chờ em chút xíu nha chị ơi, chị chờ em chút xíu nhá. Mẫu em đang mặc là 350, xe còn 250 nha mọi người. Mẫu em đang mặc là 350, xe còn 250. Xe da chanh, em nhớ rồi, xe da chanh. Em chiền. Có khách gì lấy xe da chanh? Mai Bích Hậu bác beo bao nhiêu ok để em mặc cho mọi người coi. Ê đây chốt cho chị Mai Bích Hậu này. Ok Mai Bích Hậu nhé. Có đơn rồi đúng không? Đâu, Mai Bích Hậu là chắc chắn hả? Đúng. Nghe bảo có đơn rồi, dùng đơn gì đó. Để xét ra chăng. Khoác beo này 450 ok Mai Bích Hậu cho hai đơn nha. Khoác beo kim sa 350 sale còn 250 khoác beo kim sa. 350 sale còn 250 khoác beo kim sa. Beo này là beo kim sa nha mọi người, không phải beo bình thường nhá. Beo này của em là beo kim sa ha. 350 sale còn 250, tình yêu lấy còn anh em là beo kim sa còn 5 cái. Beo kim sa nha mọi người ơi, chất kim sa. 350 sale còn 250 nha mọi người. Chè mọi người coi chất này.
Kim Sa lấp lánh sang chảnh không sợ đụng hàng luôn. Ok Mai Bích Hậu nha. Linh Hân ơi, cho địa chỉ trên like mới được chốt đơn nha em ơi. Chốt đơn cho địa chỉ trên like nha. Cho địa chỉ trên like mới có đơn nha mọi người ơi. Chốt đơn trên like. Chế nào lấy 350 xe còn 250. Số điện thoại địa chỉ giúp em. Chết beo Kim Sa có địa chỉ mới có đơn. Có địa chỉ mới có đơn. Con nằm nút ra hàng gì ơi. Beo Kim Sa. Chế nào lấy giúp em beo Kim Sa. Khoác beo Kim Sa 350 sale còn 250, nhanh chóng còn 5 cái cuối cùng. Em nói thật, mặc sang mất người luôn mọi người, sang lắm luôn đó mọi người. Hàng độc quyền bên em, hàng Quảng Châu em nhập độc quyền mọi người, mặc không sợ đụng hàng luôn mọi người thấy không ạ? Đây có cái tem của shop em này, Enly mọi người thấy không ạ? Enly này mọi người, okay, Châu Ngọc Trần khoác beo. Ok Châu Ngọc Trần nha. Dung Anh ơi mặc vừa nha, Dung Anh ơi 1m6, 53kg mặc vừa khoác beo nha, không túi nha chị ơi, khoác beo không túi nha. Set beo màu nhạt, ok. Phương 2 rưỡi. Ok nha. Chốt cho Phương Su Su set bell luôn chị ơi. Ok Phương Su Su set bell nha, màu nhạt ok em. Thể thao Cam Đất Trà My, thể thao Cam Đất Trà My gọi đơn chưa ta? Cái chị Hậu Hậu gì cho lại thông tin chưa? Linh Hân ơi, địa chỉ Linh Hân ơi, Mai Bích Hậu ơi. Mai Bích Hậu á. Set tranh á. Mai Bích Hậu chị em lại số điện thoại địa chỉ. Mai Bích Hậu ơi, cho em lại số điện thoại địa chỉ. Mai Bích Hậu đấy hả? Ok Mai Bích Hậu ok em chốt cho chị rồi. Ok chị rồi nha. 60kg mặc vừa đang mặc nha bạn ơi, 60kg mặc vừa đang mặc nha. Chị ơi không kịp buổi sáng rồi, phải tầm trưa trưa một tí xíu nha chị ơi. Shipper đi phải tầm trưa trưa một tí xíu nha. Phương Su Su, ok Phương Su Su, chốt Phương Su Su rồi. Rồi đau hỏng quá. Quát beo, địa chỉ mới chốt đơn Vĩnh Long, chuyển khoản em mới đi hàng chị ơi. Vĩnh Long, chuyển khoản em mới đi hàng, quát beo còn 2 cái. Ok, ủa sao mình biết được là mình không? Quát beo, chuyển khoản em mới đi hàng, có một chị đặt mà không cho địa chỉ á. Kêu là địa chỉ inbox mà không biết ở đâu. Chị gì đây nè. Thôi để inbox đi ha. Còn sơ mi với berry không còn nha chị ơi. Khoác beo còn 2 cái nha. Khoác beo Kim Sa còn 2 cái. Tình yêu lấy cầm anh em là khoác beo nha mọi người ơi. Khoác beo em còn 2 cái nha. Tình yêu lấy thì cầm anh em là khoác okay, beo nha. Khoác beo Kim Sa kèm số điện thoại địa chỉ. Linh Hân lấy gì coi lại đi. Rồi lên tiếp mẫu cho mọi người. Chia sẻ like nha mọi người ơi, chia sẻ like đi. Ok Linh Hân nào bảo béo nha. Rồi để sẵn hàng sale ngày hôm nay nha. Em cải đi nha. Ê có 2 cải thôi. Chị ủa ngoài sao không có hả? Đó, chứ mà like tiếp cũng còn sót nè. Mọi người ơi, thể thao cam này mọi người xem 1.4 nè. 2.9 xem 1.4 thể thao cam. 2.9 xem 1.4 thể thao cam kèm số điện thoại ngay vào liền giúp em. 2.9 xem 1.4 thể thao cam. Còn 5 cái thể thao cam còn 5 cái. Áo đang mặc 250 bạn ơi, áo đang mặc 250. Lên đầm vi ok nha. Ok Linh Hân đây nha. Cảm ơn Bùi Linh nha. Thể thao cam 350 sale okay, còn 250. Ok quân chị Thảo ngán Nguyễn. 2.8 sale còn 1.4 thể thao cam xẻ tà body rất là đẹp. Thể thao cam. Là Long Quân là quân chị Nguyễn đó. Ai? Là Long... thôi cứ ghi đó đi ai biết đâu. Là Long Quân quần mấy chị ơi, ở Sài Gòn đấy. Lấy cái đang mặc. Đang mặc có hai màu nha mọi người ơi, đỏ vàng. Tình yêu lấy để lại số điện thoại ngay, đang mặc có hai màu đỏ vàng. Tình yêu lấy để lại số điện thoại ngay nha mọi người ơi, giúp mà. Thể thao cam cho Liên La, địa chỉ Liên La ơi. Này có chị gì lấy thêm Mimi gì lấy thêm thể thao cam á chị Hiền. Không cái gì Mi để em coi cho. Trà Mi. Bây giờ có đơn Trà Mi không? Trà Mi lấy thêm để thể thao cam á. Đầm beo còn không? Tân Bình là Long Quân Tân Bình. Đầm beo còn không? Đầm beo còn, chị ơi đầm beo còn. Ấy, mọi người ơi, chế nó lấy cổ vuông nè mọi người. Cổ vuông còn một cái nè. 290 sale còn 190 khoác beo cho Thu Thủy. Ok Thu Thủy nha. Chế nó lấy cổ vuông còn một cái, cổ vuông nè mọi người ơi, cổ vuông nè. Đúng rồi, Châu Ngọc Trần em chốt rồi. Cái gì gì? Ok Thu Thủy rồi nè, chốt rồi. Cổ vuông em cầm cái xe 1.9 cổ vuông. Cổ vuông em cầm cái xe cho mình 1.9 nha mọi người ơi. Hôm nay em live stream màn đêm cho mấy chế nha. Hôm nay live stream màn đêm sale khi nào hết cái shop này thì thôi ha. Nhớ có live với em đến cuối buổi nha mọi người. Việt Nam nói là làm nha. Của em ơi, bây giờ giờ sạch béo hết đấy đó. À hoặc béo ấy. Rồi cổ vuông chế đồ lấy. Còn anh em là cổ vuông 190.000, 2.9 xe 190.000 cổ vuông. 29 xe 190 ngàn cổ vuông nha mọi người ơi. Rồi em lên cho mọi người cái set này nè. Em còn mấy set em sale luôn nè mấy chế. Đây. Set này nhá. Cực kỳ đẹp và giá rất là rẻ luôn mọi người ạ. Cực kỳ đẹp và giá. Bùi Linh ơi quần da 8 nút hết rồi.
Màu đỏ chưa vậy? Anh Suka ơi, em ở đâu em? Ở Sài Gòn hay em ở đâu em? Sài Gòn hay ở tỉnh em ơi, em ở đâu em? Rồi lên cho mọi người một set này nha mọi người ơi. Set này em có đây, em vô từng màu cho mọi người xem. Cái này em bảo chị với lại diễn bên nhỏ. Cà mi. Cà mi để nhìn xem. Thể thao cam. Giờ có ai trước thể thao cam? Rồi lên set nha mọi người. Có trên Bảy Nhung không? Có chị ơi. Mọi người ơi, mọi người đặt hàng nhớ để lại thông tin số điện thoại địa chỉ chị nào ở tỉnh. Chụp màn hình inbox chuyển khoản bên em đóng hàng đi hàng cho mình luôn. Rồi set gồm chân váy bút chì. Bao nhiêu vậy em? 140. Set này em gồm chân váy bút chì và áo cổ u crop top, chân váy bút chì lưng cao. Trong một trận em chốt chị rồi nha chị ơi, chị nghe này bé ơi. Áo chị mặc còn màu đỏ nhá. Áo chị mặc còn màu đỏ. Set này mọi người ơi, set này đầm suông đi em. Ok chờ em chút xíu, quần tây áo sơ mi hả? Chờ em chút xíu nha. Đang mặc có hai màu. Đang mặc có hai màu nha mọi người. Ok màu... chị Zesali nha. Đâu rồi ta? Zesali. Đang mặc có hai màu nha mọi người ơi. Mà em thử tháo thắt lưng ra nhá. Thắt lưng có bán luôn, thắt lưng 170.000. Đang mặc có hai màu. Ôi chị ơi, chị cho cái địa chỉ cũng không có số điện thoại. Số điện thoại chị ơi, có số điện thoại mới chốt đơn được chị ơi. Áo chị mặc 250. Jessica ơi, Jessica Linh điện số điện thoại. Đang mặc có hai màu đỏ vàng. Hóc môn này quần mới hả? Hóc môn là hóc môn mà Bình Nhị Hóc Môn quận 12. À chắc là phường Hóc Môn đấy. Nè mọi người ơi, đang mặc có hai màu đỏ vàng, form rộng giấu quần. Ủa, mọi người lại bị đi xin đi đỏ. Ok chị nhá. Mọi người có thể mặc đóng thùng còn được, mà mọi người xả ra cũng ok. Cái này mới gọi là cái gì à? Ấy số cá này chị còn đớn đấy ma. Rồi, set chế nó lấy set chốt liền giúp em set. Chế nó lấy còn bao nhiêu mà set nè mọi người ơi, set này mọi người đơn giản nhưng mà rất là đẹp nè. Set rêu, set bò, set cam có ba màu rêu, bò, cam đây mọi người ơi. Gồm áo crop top cổ vuông và chân váy bút chì ôm. Chế nó lấy còn bao nhiêu mà set rêu. Jessie Linh ơi, điện số điện thoại gì ơi, không số điện thoại tôi chốt rồi chị ơi. Jessie Linh ơi, cho em xin số điện thoại. Set nè mọi người ơi, set chế nó lấy còn bao nhiêu em set. Set rêu có ba màu tất cả. Set rêu, set bò, set cam. Mọi người nhìn đơn giản nhưng mà ôm body rất là đẹp. 290.000 150.000. 290.000 150.000 nha. Dung dài size L không? Anh xuống cao nhất rồi đúng không? Em cao 1m6 chị ơi. Cảm ơn em nha Nhung Phan. 290.000 150.000 set. Trời ơi, một set như vậy chỉ có 150.000 thôi mọi người ơi. Nga Nguyễn ship áo đang mặc màu vàng nghệ. Địa chỉ Nga Nguyễn ơi, địa chỉ, địa chỉ. Ủa cái chị Jessica đi mất tiêu luôn hả? Coi phía trên ở cho chưa? Chưa, mà tìm rồi này, tìm rồi. Jessica Linh ơi, cho em số điện thoại. Jessica Linh ơi, chị mất tiêu rồi. Trời ơi, cảm ơn em Nhung Pham ơi. Chị có báo ship không là sao? Chị có báo ship không là sao em ơi? Chị vẫn ship hàng nha, vẫn đang còn ship hàng nha em ơi. Vẫn còn ship đơn nha. Em còn một cái ông tiêu bao nhiêu đơn, cho đơn nào vậy này, đâu có chụp ông tiêu đâu. Body sơ mi ốc tiêu ơi, dồn đơn lúc nào chị ơi? Chị làm nail ở đâu vậy? Inbox đi chị cho em địa chỉ nha em, inbox chị cho em địa chỉ nha. Huỳnh Như Ý set xanh với đầm len. Đầm len nào? À ok, đầm len nu á. Ok Như Ý. Như Ý ơi, len nu với set xanh đúng không Như Ý ơi? Xanh bao nhiêu em? Set xanh 150, len nu 140. 42kg mặc vừa nha bé Dinh Nguyễn ơi. Ok Như Ý. Màu bò dồn đơn ốc tiêu ơi, đơn lúc nào chị ơi? Cho em xem đầm beo đi, đầm beo hả? Đầm beo ok, chờ chị chút xíu. Ok thì mới Như Ý nha. Jenna Nguyễn lấy gì? Jenna Nguyễn ơi, địa chỉ Jenna Nguyễn ơi. Jenna Nguyễn ơi, cho chị xin địa chỉ, lấy vàng. Ok, vừa đi thôi. Ai? Jenna Nguyễn ơi, em lấy xếp vàng đúng không em? Xếp vàng cho chị số điện thoại. Jenna Nguyễn ơi, xếp này có màu vàng bò này. Ok, Jenna Nguyễn nhá. Em còn một cái body. Xếp vàng em ơi, xem mơ. Ai, nhưng mà cho địa chỉ chưa? Trả lời, ai, Jenna Nguyễn đúng không? Tay Jenna Nguyễn ơi, đây xếp vàng size M đây chế. Cái này đúng không chế ơi? Len nu hết nha, Jessica Phạm ơi, len nu hết. Đang mặc 250 chị ơi, đang mặc 250, hai màu đỏ đen. Anh Suka ok, chốt cho anh Suka rồi. Jessica Phạm là có kiểu cái gì em? Mọi người ơi, mọi người đang mặc có hai màu đỏ đen 250, mọi người có thể mặc đóng thùng hoặc xả ra đều được. Đang mặc có hai màu đỏ đen nha mọi người ơi. Rồi em còn một cái body sơ mi nè mọi người. Body sơ mi rúng nè, 390 sale còn 290.000. Xét vàng cho Hoàng Lan. Hoàng Lan ơi cho em địa chỉ. Hoàng Lan ơi cho em địa chỉ nha.
Jenna Nguyễn, ok, chốt Jenna Nguyễn nha. Hoàng Lan lấy xếp vàng cho em địa chỉ luôn Hoàng Lan ơi. Lấy cái đó đó, chị đang vừa chốt, đang chốt Jenna Nguyễn đúng không? Body nhũ, body kim sa đỏ, body nhũ đỏ đi mọi người ơi, body nhũ đỏ rúm 390 xong một cái 190.000. Rúm. Nắm nhau quạt lên mà bán. Chưa đâu, em thấy có mấy cái mà 5 ra 4 cái hả? 4 cái nè. Ok Jenna Nguyễn. Ok Jenna Nguyễn nha, ship được trước Tết không? Sài Gòn thì ship trước Tết, ở tỉnh thì sau Tết chị ơi. Đang làm tao chị Di cho em xin số điện thoại đi chị. Là lấy xét cho rồi nhưng mà à địa chỉ. Nhưng mà vấn đề là chị ở đâu nè? Em đi Lan đó chị ở đâu chị? Rồi, chị không có chắc ở tỉnh thôi. Ừ. Ai Jessica Linh cho rồi kìa. Ok rồi. Mừng hết lớn luôn á chị. Mừng hết lớn luôn á. Cái gì nhỉ? Quên mất ba. Để đang mặc á. Rồi qua phần tiếp theo cho mọi người nha mọi người ơi. Này còn hai cái sale luôn nhưng mà chế này còn hai cái. Ok chị nha. Còn hai cái sale luôn các tình yêu ơi. Body 2 giây lên tâm. Chị mặc màu đỏ, em xem màu đỏ lúc này chị mặc rồi bé ơi, chị dơ cho em coi nhá. Lúc này chị mặc rồi. Body lên tâm em còn hai cái. Má sẽ bài lại đâu lại được không chị? Được chị hiểu con hàng. Inbox. Chị sợ. Chị sợ hết hàng thôi nha, không có sợ gì hết. Body. Ok, nhanh liên quyền lại thêm trên đi. Body lên tâm mọi người ơi, đem bỏ cho này. Body lên tâm. Đây lúc này còn một người lại liệt cho đấy nha. Lên được quá trời. Body lên tâm mọi người ơi, body lên tâm này của em 350, sale 200.000. Lấy cái đây là lấy cái gì? Chế nó lấy cái em là lên tâm, còn một đỏ một đen. 350. Đa năng không? 350 sale 200 ngàn lên tâm đỏ hoặc lên tâm đen kèm số điện thoại được chị. Lên tâm đỏ hoặc lên tâm đen không kèm số điện thoại. Không nên có càng mọi người, ngay nãy nhìn cạc nhiều lắm rồi. Tí xíu rồi chị lên quần sọt cho nha. Body đỏ em lấy dồn đơn Jenna Nguyễn có đơn rồi nè. Ờ được đấy. Jenny Phạm, Jessica Phạm lấy gì ta? Lấy màu đen. Lấy màu đen luôn hả? Ừ. Màu okay. Đen gì á? Chắc cái này á. Jessica Phạm chắc cái màu này á. Jessica Phạm ơi lấy lên tâm 2 giây đúng không? Sale áo khoác, có áo khoác luôn tình yêu ơi. Đà Nẵng inbox nha. Ok, Jessica Phạm lên tâm 200, sale 200 á. Ủa chị Di ghế vậy? Rồi còn mấy cái sale đại đi. Trời mọi người ơi, vest này sale nhiêu 24 hả ta? Ừ. Trời ơi, khoác vest siêu phẩm mọi người ơi. Siêu phẩm áo khoác vest. Thôi chị, tôi thay điện thoại nha, nghe mà em xịt hàng nha. Siêu phẩm áo khoác vest 390. Ui, Jessica Phạm với mức này có lớn nữa không? Không biết luôn. Chưa, này mới suy nghĩ chưa lấy. Siêu phẩm áo khoác vest này mọi người ơi, để em lấy cái thắt lưng em phối ra ngoài cho mọi người. Khoác vest này em 390 sale 24, còn trắng đen còn khoảng 3 cái, mỗi màu còn khoảng 3 cái. Chế nào lấy comment với em là khoác vest nha mọi người ơi, khoác vest. Cái này mọi người em mặc cái sơ mi trong nó hơi lạc tông chút xíu. Mọi người coi đỡ nha mọi người nha. Khoác vest cái này mọi người mặc thành đầm được luôn ha mọi người, mặc thành mang thêm đôi bốt nữa nha, hết sảy con bà bảy luôn. Khoác vest. Khoác vest em có hai màu trắng đen 390. Khoác vest phối viền nha mọi người thấy cái cổ của nó này, form này. Mọi người mid nha, mid về áo ống này hoặc chỉ nào có ngực các mọi người. Mình mặc không cần mặc bên trong luôn, không cần mặc. Tiên Tiên ơi, chị chốt cho Tiên Tiên rồi á, chị nghe này Tiên Tiên, chị thấy em này, chị chốt đơn cho em rồi đó Tiên ơi. Chế nó lấy vest trắng hoặc vest đen. Trời ơi 390 mọi người ơi, ngày hôm nay em chơi lớn. Sale 24. 390 sale 24, chế nó lấy giúp em vest trắng hoặc vest đen. Kèm số điện thoại địa chỉ ngay và liền giúp em vest trắng hoặc vest đen kèm số điện thoại ngay. 390C224 nha chị. Mặc không đẹp em không lấy tiền luôn. Trời ơi quá đẹp 24 quá đẹp. Quá sang chảnh và quá đẹp, chỉ có 24 khoác vest. Lại em còn một cái lại luôn đó. Khoác beo kim sa còn một cái này, chế nó hồi lấy thì đứt mẫu luôn giúp em này, khoác beo kim sa em còn một cái. Ô quay sao còn một cái. Thấy chưa bà tào lao. Khoác beo kim sa sang chảnh cực kỳ, mọi người mặc giống như kiểu là fashionista vậy đó mọi người. Độc lạ nổi bật, beo 170 rồi. Chế nó lấy beo kim sa, khoác beo kim sa nha, độc lạ nổi bật, mọi người mặc giống như là style vậy đó mọi người, style vậy đó. Em lấy set reel nữa, ok Tiên Tiên. Diền ơi, Tiên Tiên lúc này có đơn á, cộng thêm set reel này cho em. Tiên Tiên. Ừ đúng rồi, cộng thêm cái set này một reel set 550 nha. Khoác kim sa còn hai cái hả? Này lấy cái gì đó? Lấy cái gì này, còn lấy cái gì rồi hay xét lính ta? Cầm thêm xem này, màu rêu, no no. Rêu đâu? Rêu đâu, một hòm lấy chứ. Ê đây có đây. Lấy nó, đây luôn, nó khoảng một rồi, khoác beo còn
còn hai cái chế nó lấy vest chốt liền hộ em nha mọi người ơi. Vest này mặc đẹp, cái này là một tâm vest này chứ phải mặc không mới đẹp. Đầm lên tâm đợi em lấy chung đơn. Ok Giang Nguyễn chốt cho em rồi nha, em lấy khoác beo. Mi ơi, mi lấy khoác beo cho chị số điện thoại. Mi ơi, mi lấy khoác beo cho chị số điện thoại. Mi ơi. Em còn một cái body rúm đỏ này mọi người ơi, body rúm đỏ dưới 50kg, dưới rộng sau đây dưới 55, 56, dưới 60kg nhé. Body rúm đỏ dưới 60kg. Body rúm đỏ dưới 60kg mọi người ơi. Nhìn đi để lại số điện thoại giúp em đi chị ơi, anh chị đi chị ơi. Body rúm đỏ, địa chỉ mới có đơn nha mọi người. Đơn nào mà có địa chỉ đến kem có một thùng giam á là chị. Mọi người nhìn đơn giản nhưng mà mặc lên rất là đẹp và sang nha mọi người. Rúm đỏ này em chơi cho mình là 180.000 dũng đỏ. Chị nó lại comment em là dũng đỏ kèm số thoại nghe vào liền giúp em. Dũng đỏ kèm số thoại. Ủa này em bảo là ai chuột béo nhỉ? Có một chị chưa cho địa chỉ đó. Dũng đỏ kèm số thoại địa chỉ nhá. Trời ơi xót. Linh Hân về chặn vô đến rồi. Linh Hân còn đơn. Ok Linh Hân ơi, đơn lúc mấy giờ em ơi? Đơn lúc mấy giờ em? Linh Hân này cho chị, nếu như có chỗ em hoặc Linh Hân có chỗ rồi thì chị sẽ không đọc ngay nhé. Ok Linh Hân nha. Nè. Rồi qua mẫu tiếp theo cho mọi người nha. À đây Linh Hân này áo bọc béo mình quen. Ủa okay, Tiên ơi nha. Tiên lúc này là áo đang mặc đó nha. Coi chừng nhầm rồi. Rút cái set để ra đi Tiên Tiên. Tiên Tiên này là áo đang mặc đó, không phải lấy set lính đâu. Ủa hỏi lại những gì coi. Lấy đang mặc á. Tiên Tiên em lấy đang mặc hả chứ không phải lấy set lính hả? Lấy đang mặc á bà ơi. Cho em xem 150 đi. Ủa cái chị gì lại khoát cho số điện thoại chưa, cho địa chỉ chưa? Mi ơi, Mi cho chị địa chỉ. Mi ơi, Mi à, Jin Mi ơi cho địa chỉ. 24. Em ơi, em coi xin coi lại set cho set đây. Set 150 đây bè ơi, set 150 đây, chị gồm áo, crop top và chân váy bút chì. Set 150. Ừ, không phải lấy đâu, lấy đang mặc. Tiên ơi, lấy áo đang mặc đó. Tiên lấy áo đang mặc màu gì? Ủa, lấy set rêu nữa. À đúng rồi. Lấy thêm cái đang mặc, lấy cả set rêu luôn. Tiên ơi. Đang mặc em lấy màu gì vậy? Màu đỏ hay màu đồng? Nè mọi người ơi, chén nào lấy nè. 150 set. Bao nhiêu cho set lệnh nha má? Set 150. Chén nào lấy comment với em là set 150, áo chị mặc 250 em nha. Áo chị mặc 250. Set 150 còn màu không? Set 150 còn màu cam đất, màu bò, màu rêu, màu đỏ. Mi ơi cho em địa chỉ nha, mấy chỗ đó được nha. Set 150 còn đủ màu nha em ơi, set lính này. Vậy là tụm này là tinh này thêm ảo đang mặc màu vàng nữa đúng không? Màu vàng luôn, là ba cái tất cả. Ừ. Rồi, đây set lính nè. Còn màu khác không chị? Trời ơi Vinh ơi. Màu bò, màu đỏ, màu cam. Nếu áo xịt cam để lại địa chỉ. Màu rêu. Màu bò, màu đỏ, màu cam, màu rêu. Nhưng được phải đó địa chỉ đến không một trăm em. Địa chỉ em yêu ơi, địa chỉ. Mọi người phải gọi địa chỉ em chỗ đó luôn nhá. Chị ơi Dương Hoa, cái chị kia gọi thì có chị khoác beo gọi đi. Jin Mi gọi đi. Dên lại vét vừa like xong em ơi, vét chị vô lại cho em coi nhá. Vét 390 nha mọi người, vét 390 sale 240, vét 390 sale 240. Vest 390 sale 204, hai màu trắng đen, 390 sale 204, hai màu trắng đen. Ủa lại không có xếp lính chị ơi, hai cái thôi. Minh Nhi cho em địa chỉ đi ạ. Tiên Tiên không có xếp lính gì Hiền ơi. Tiên ơi em rồi. Không như từ đầu không có xếp lính đâu, chị bỏ nhầm đấy. Xếp lính đi mọi người ơi, xếp lính nè. Một tiên này giống một tiên tiên đó đúng không? Xếp lính sale 190 còn 3 set. Set lính 190 còn 3 set, chế nào lấy còn bao nhiêu là set lính? Set lính. Set cam. Cần thơ chuyển khoản mới đi hàng, Nhi Summer số điện thoại địa chỉ. Bùi Linh ơi em phải chuyển khoản chị mới đi hàng nha. Bình Minh ơi chị thấy em nha, còn đầm sắn Sammy không? Ok chị Jin Mi nha. Đầm sắn Sammy là đầm nào ta? À đầm sắn Sammy còn em ơi, đầm sắn Sammy còn. Sammy đang mặc 250 nha, màu đầm đi chị ơi. Ok. Bình Nhi, chị Hiền gọi Bình Nhi coi Bình Nhi ở đâu vậy? Bình Nhi ơi, có địa chỉ mới có đơn mọi người ơi, có địa chỉ mới có đơn. Nhi Summer lại đang mặc mà, Nhi Summer đúng không? Nhi Summer đang mặc. Jin Mi lấy khoác beo. Rồi, Jin Mi chọn rồi. Còn một chị kia lấy cái gì mà không cho địa chỉ nè. Bình Nhi, ok Bình Nhi kìa. Bình Nhi đang mặc hay sao á?
À, Bình Nhi coi lại được rồi. Xếp quận 6 chừng nào có? Chiều mai, Thu Minh ơi, số điện thoại địa chỉ. Bình Nhi ơi, Bình Nhi, để em coi Bình Nhi lấy gì nào. Bình Nhi lấy đang mặc. Xong lo sạc đi, ai gọi vậy? Bình Nhi lấy đang mặc, ok Bình Nhi nha. Lấy mẹ em đi chị, lấy mẹ em đi. Mới sạc mà. Áo đang mặc 350, sale còn 250, hai màu đỏ vàng. Áo đang mặc 350, sale còn 250, hai màu đỏ vàng. Tình yêu lấy đề là số điện thoại Ellie đúng không? Chế nó lấy đề là số điện thoại ngay và liền giúp em 350, sale còn 250. Chế nó lấy đề là số điện thoại ngay và liền giúp em nha mọi người ơi. Nè chế đó chị ơi, bây giờ áo chị mặc còn em ơi, hai màu đỏ đen, 350, sale còn 250. Chị nào hàng để lại số điện thoại ngay nha. Xong rồi coi thử có thấy Bình Nhi không. Beo 170 em ơi, beo 170 nha em ơi, em beo 170 nha. Chị lên áo, áo khoác đi em rồi. Này chị lên áo khoác quá trời rồi mà. Chị đi lấy đi. Đôi chị sẽ đi đơn lấy cỏ. Dương Anh Ngọc ơi, lấy đang mặc cho địa chỉ em ơi. Cho chị địa chỉ nha em. Cho địa chỉ chị mới chốt đơn nha em được nha. Cho chị địa chỉ chị mới chốt đơn được em okay, ơi. Bình Nhi em thấy đây nha. Set yếm này mọi người ơi, set yếm này. Không có màu tím ở đây. Set yếm à, nè. Bình Nhi chị thấy địa chỉ lớp của điện thoại đó hả? Ở phía trên á. Dương Hoa ơi, địa chỉ Dương Hoa ơi, Dương Ngọc địa chỉ, Dương Ngọc địa chỉ, Dương Hoa địa chỉ. Dương Ngọc, Dương Hoa địa chỉ, có địa chỉ mới có đơn mọi người ơi, có địa chỉ mới có đơn nha. Ủa Dương Hoa này lấy set, ủa đâu? Mọi người ơi, chị nào ở tỉnh thì inbox giúp em nha. Ở Sài Gòn thì mới cho địa chỉ trên like ha. Còn ở tỉnh inbox giúp em nha, ở tỉnh inbox giúp em. Không thấy đường luôn nè. Chị nè, 0932 lấy đang mặc 645474. Ô chị cho lại được kìa. Dương Anh Ngọc lấy gì nè, Dương Anh Ngọc lấy đang mặc chị ơi. Ok Dương Anh Ngọc đang mặc, còn áo vest khác không? Lấy đầm sơ mi xoắn eo cho em với. Bình Minh ơi, đầm sơ mi xoắn eo còn màu đỏ em lấy cho chị số điện thoại đi chị. Set yếm lông thỏ mọi người ơi, set yếm lông thỏ gồm áo yếm và chân váy rúm. Xét điểm lông thỏ này em sao cho mình là 24 hả ta? 24 nha mọi người ơi, chị nó lấy cùng nhanh cho em là xét điểm lông thỏ. Xét điểm lông thỏ 24. Lấy áo đang mặc Phương Ngọc ơi, địa chỉ Kiều Anh Su Ti, địa chỉ mới có đơn nha mọi người ơi, địa chỉ mới có đơn nha. Chốt cho em rồi Jessica và Hạm ơi, chốt cho em rồi lên. Em xét rêu, Duyên Nguyễn ơi lấy xét rêu cho chị số điện thoại địa chỉ. Xeo đầm ok, bây giờ xeo đầm nha, đây. Đầm bi em còn đầm bi này mọi người ơi, em còn bi trắng, bi đen này mọi người. 4.2. Xe cho mình 220 ngàn đầm bi trẻ vai. Xin Nguyễn địa chỉ, Xin Nguyễn ơi địa chỉ nha. Bình Minh ơi, sơ mi xoắn eo. Kiều Anh kìa. Kiều Anh lấy đang mặc luôn phải không? Kiều Anh Su Ti. Kiều Anh Su Ti đang mặc luôn. Em chốt Kiều Anh Su Ti, Phương Ngọc ơi địa chỉ, Phương Ngọc ơi. Phương Ngọc địa chỉ nha mọi người ơi, có địa chỉ mới chốt đơn sale đầm này mọi người ơi. Đầm bi cúp ngực trẻ vai còn đen với trắng. Bi cúp ngực trẻ vai em còn đen với trắng 4.2 sale 220 ngàn. Nó kiểu dạng đầm cổ điển đó mọi người, cổ điển dạng đầm vintage một chút xíu mọi người. Chấm bi xong rồi cúp ngực, rất là nâng ngực nha mọi người ơi. Có hai cái tay rốt vai ha. Có một hàng nút bọc ở giữa, chế nào lấy giúp em bi đen hoặc bi trắng. 4.2 sale còn 220 ngàn, mỗi màu em còn 2 cái. Mỗi màu em có 2 cái nha mọi người ơi. Không, ai? Ship đi, ship đi. Ship ơi chị ơi, cho em ship ơi chị. Ủa thôi, qua lấy đi không được. Qua lấy là qua lấy đúng màu đặt nha, không được đổi nha chị nha. Qua lấy là lấy đúng màu đặt, đặt màu nào lấy màu đó, có thể lấy thêm nhưng mà không được đổi. Tại vì mình đã dàn dịch trên da mình đổi là em không được đâu. Rồi bi nè mọi người ơi, 4.2 sale 220 ngàn, bi trắng hoặc bi đen. Ai Duyên Nguyễn hả, chưa cho thông tin mà. Xét lính á. Chế nào lấy nữa, bi đen hoặc bi trắng 4.2 sale 220 ngàn. Bi đen hoặc bi trắng kèm số điện thoại địa chỉ ngay và liền giúp em. Bi đen hoặc là bi trắng kèm số điện thoại địa chỉ ngay và liền giúp em nha mọi người ơi. Rồi qua mẫu tiếp theo mọi người nha. Nịt có bán nha chị ơi, nịt đáng bán là 170 ngàn nha, đâm đáng bình là 250, 350 ngàn, kéo qua 250 ngàn nha mọi người. Thôi, cái này còn 2, còn bị chết. Ủa còn không, còn không không? Ơi, còn ở đâu nữa không? Không có, còn nữa.
không? Không có măng thì bao ngưng thôi. Hai xéo đâu có măng gì. Rồi đây mọi người ơi, ơi. Sushi ơi, mọi người đến hàng cho em xin cái địa chỉ mọi người ơi. Hôm nay là em chuyển tới sáng nhưng mà trễ luôn. Sao hết cái shop này khi nào mà sao hết cái shop thì em nghỉ nha mọi người. Khi nào mà lấy xét đỏ hôm nay có xét đỏ. Khi nào sale hết cái shop này thì em mới nghỉ nha mọi người nha. Này giờ chị đâu có được lại xét đỏ đâu. Ok. Hết cái mình này là mọi người ơi, coi like đến cuối ngày giúp em nha mọi người nha. Nhớ nha, nhớ coi like với em nha mọi người nha. Đây em còn gửi rồi em còn gửi kim sa Bích Phương sale luôn nha mày chế này. Hôm nay có cái gì em sale vào đó mọi người. Tại sao có gì kia lên. Còn một cái Bích Phương đen này mọi người ơi. Bích Phương đen này sale luôn đi hả, sale rẻ thôi hả. 220.000 Bích Phương đen, 700.000 chứ. Sơ mi mặc size lĩnh, hàng sale không thử bạn ơi, sao hàng sale không thử. Quần tây hả, quần tây thì xíu nữa. Rồi Bích Phương 520.000 sale còn 220.000 vừa bán vừa tặng nha mấy chế luôn. Bích Phương 220.000 vừa bán vừa tặng một cái duy nhất Bích Phương. Chế lấy còn bao nhiêu là Bích Phương. Rồi set này trong kho còn đen không? Set này của em 490 nha mọi người. 490 nha mọi người ơi. Em sale cho mình là 190.000. Trời ơi. Hôm nay chơi sốc luôn nha. Hôm nay là em chơi lớn luôn nha mọi người ơi. Gồm quần nè. Gồm quần quần lưng cao. Cái này thì sai nha. Cái quần này là sai. Set đen bỏ đi. Cái áo một đường, cái quần một đường. Thôi có màu vàng thôi nha mọi người. Không có màu đen nha mọi người ơi. Cái áo này em bị đổ đấu sao bị lên đây. Không biết, hàng mới về không biết. Áo khoác bao cho em mấy cái áo khoác luôn nha. Bao cho em mấy cái nịt cờ bán bạn ơi, nịt 170.000, nịt cờ bán 170.000 nha. Còn vest quần dài không? Còn vest quần dài nha chị ơi. Cái gì vậy? Này các chị ơi. Set vàng, chế độ loại set vàng đính cườm 490 xe 190.000 set vàng đính cườm em bướm cho mọi người coi. Sơ mi đang mặc 250. Bích Nguyễn lấy 22 số điện thoại địa chỉ Bích Nguyễn ơi. Số điện thoại địa chỉ giúp em. Hôm nay là sale sập sàn nha mấy chế nha mọi người. Thâu màn đêm nha, xuyên màn đêm nha các chị ơi. Ngày mai nghỉ Tết rồi. Bán hôm nay thôi là ngày mai nghỉ Tết rồi nha mấy chế ơi. Ngày cuối, chỉ còn đêm nay nữa thôi. Đêm cuối nha tình yêu ơi. Lầy thiệt hả. Rồi set vàng 490, sale 190. Một set như vậy là em lộ 100.000. Nhưng mà em vẫn bán chi. Để có tiền về quê ăn Tết. Vì là phải về quê ăn Tết nên hôm nay xả hết mọi người ạ. À. Vừa bán vừa tặng cho mấy chế luôn. Biết set người vàng. Cái người lấy áo thì ra số điện thoại địa chỉ nhá. Số điện thoại địa chỉ chị ơi, số điện thoại địa chỉ. Áo kim sa vừa rồi bao nhiêu ký vừa? Dưới 55 kg chị ơi, dưới... cho em miếng nước gì? Ừ. Có sửa không? Có sửa công dưới này không? Không hết sửa rồi phải. Rồi mọi người ơi, set vàng này 490 sang 190.000. Trời ơi. Quá rẻ cho một cuộc tình. Áo đang mặc 250 bạn ơi. Nè mọi người, đính cườm này, đính hạt pha lê, ngọc trai ngay eo nè. Mọi người có mua cái này mọi người hối hận nha, hối tiếc cả cuộc đời luôn. Hối tiếc cả cuộc đời, lấy mình xếp bàn đính cườm luôn nhé. Dương hoa này, giờ có đơn dương hoa không? Mình cứ nói cho chị rồi. Ok, chị inbox rồi. Ghiến miếng đơn lên chị đây. Đến chỗ hồi nhá. Váy ôm ngắn đi, ok. Xem xếp vết nào chị ơi. Trời ơi, bà này bà ghiền bà dịu. Sao bà ghiền tôi, bà ghiền bà dịu vậy bà kia. Giận quá à. Tôi giận quá nha bà Tố. Ừ, kêu mai mới được gặp Diệu, ghiền Diệu hay gì á. Kén thiệt chứ. Thiệt Diệu rồi. Bộ đồ nào mới tạm kỳ vừa không? Không vừa chị ơi, bộ này không vừa nha. Trời ơi. Không nhỏ chị nha. Ê, cái gì? Bộ nào? Thì bộ vàng. Vừa. Sao vừa vàng? Vừa. 58 kỳ vừa. 57 kỳ vừa, Bích Nguyễn. 57 kỳ. Hay vừa không ta? Không biết có bằng nhà nữa. Bự mà. Bự thì thử rồi mà. Nào. Vừa rộng lắm. Nhưng mà 57 kg này. Đó bụng lấy cơm anh đi con. Xe vang còn 7 màu bà nói. Xe vang còn 2 màu. Để em đi kêu cửa. Con đi lấy lấy đồ cơm cho đây ăn đấy mẹ. Đi xuống cho mẹ ăn với cho. Sao không thấy xuống luôn trời. Bích Phương 57 kg sợ hơi chật kìa. Bích Phương khoảng dưới 55 thôi nhá. Set vàng này 57, 58 kg vừa. Set vàng một màu 490, 190 set vàng. Dưới 56, 57 kg vẫn vừa nha mọi người ơi. Không, dưới 55 kg thôi. Set vàng. Set vàng 490 sale còn 190.000.
tép vàng 400, bài này không ghi cho rành rành. Rồi qua mẫu tiếp theo nha mọi người. Trời ơi, kim sa cúp ngực, kim sa cúp ngực còn một hai cái. Kim sa cúp ngực qua mẫu ok, qua mẫu. Xé vàng một màu nha mọi người ơi. Bộ đó 58 kg chắc là vừa. Tố Quỳnh ơi, sửa lại địa chỉ. Số điện thoại địa chỉ tình yêu ơi, số điện thoại địa chỉ mới chốt đơn số điện thoại chị. Kim sa cúp ngực 58 kg 1m65. Mua bộ vàng. Thu Ly ơi, Thu Lin cho địa chỉ Thu Lin ơi. Áo của đó tóc không ngoan em ơi, nói dài. Nói dài, nói dài lắm em mà nói dài qua rốn á, áo đó. Ôi. Áo đó nói dài ngang rốn em nhá. Chứ nó không có ngắn đâu, nó dài ngang rốn chứ không có ngắn đâu em nhá. Kim sa cúp ngực. Mọi người ơi, kim sa cúp ngực sale 190 còn 2 cái. Chế nào lấy comment em là kim sa cúp ngực. Kim sa cúp ngực 190 em còn 2 cái. Tình yêu lấy comment em là. Có lấy sạch đéo không? Tình yêu lấy comment em là kim sa cúp ngực. Đó, một cái sẹt vậy mà có 190 quả rẻ luôn á. 190 không bằng tiền người ta ngồi chích cái hạt vô luôn á mọi người. Cô Quỳnh ok, phòng bù lao hẻm 50 xe ở Cần Thơ hả? Cần Thơ. Cần Thơ inbox đi chơi. Cần Thơ inbox hộ em nha chị, Cần Thơ inbox hộ em nha. Cần Thơ nó không chụp trên live nha mọi người, Cần Thơ inbox chuyển khoản nha chị ơi. Tin Nguyễn ơi, áo đó không ngắn đâu em ơi, em chốt đi em không ngắn đâu. Xếp vào 190 đúng rồi bé à. 190 quả rẻ. Trời ơi. Kim sa này 370 xem 190. 190 luôn. Xem đi chứ sai giờ. Trời đất ơi. Lỗ vốn luôn mà. Ủa lá sáo. Em ở tỉnh ok chị. Tính Quyền ơi, nhắn cái địa chỉ Tính Quyền ơi. Xẹt vang để giúp em cái địa chỉ chị ơi. Bây giờ chị để số điện thoại em biết chị ở đâu vậy đó. Ở tỉnh này em không chụp được tối nay được. Kim sa cúp ngực luôn. Dương Hoa này giờ lại lấy cái gì lung lung luôn á mà không biết là áo không. Dương Hoa chuyển khoản. Dương Hoa em ơi, Dương Hoa. Chụp màn hình inbox okay, nha Dương Hoa. Chính Quyền nhá, Chính Quyền lấy cái xịt vang ok Chính Quyền nè. Dương Hoa ơi, em chụp lại nè, em chụp lại em gửi vào inbox cho chị nha, em chụp lại gửi vào inbox giúp chị. Các chị ở tỉnh chụp mẫu gửi inbox chuyển khoản. Các chị ở tỉnh qua đây ngồi ăn đi con, qua đó ngồi kia. Sao dậm đến đâu như vậy? Chụp màn hình con không? Con mang ra ngoài đó. Thôi ngồi bên đó rồi. Thấy ngồi bên quạt cho mát nè, vô cho mẹ. Rồi khui ra ăn đi. Trời ơi. Dương Hoa ơi, số điện thoại địa chỉ nha em ơi. Chị nào lại ở lần sau đi. Dương Hoa chụp màn hình inbox. Chế nào lại kim sa cũng ngồi 3.7 với 190 hả? Đứng nào. Nó lắc quá. Kệ nó đi nào mấy. Chắc là trời nó lắc. Rồi em lên mẫu chị Tiến Quỳnh nhận địa bàn quả lại được nhá. Địa chỉ em ở 62 Lê Văn Sĩ Phụ Nhân nhá chị ơi. Rồi qua mẫu tiếp theo nha mọi người nha, qua mẫu tiếp theo nha mọi người nha. Đây mọi người ơi, em còn một cái đây. Chờ em một xíu. Ok chị Tiến Quỳnh nha. Rồi chị đang lại sẽ vang rồi ạ. Đầm vàng một vai mọi người ơi, đầm vàng một vai còn một cái. Sắp ở 62 Lê Văn Sĩ Phú Nhuận nha chị ơi. Nè mọi người ơi, đầm vàng một vai nè, xe cho mình luôn là 100. Mình ơi, chị gọi ta là đơn tỉnh không à? Chị đến lúc đâu ấy, gọi rồi đó. Ủa, cho địa chỉ Hồ Chí Minh mà đơn tỉnh gì? Mọi người không có địa chỉ à? Mình ơi, chị cho số điện thoại á, gọi đó, ta ở tỉnh. Đây mọi người ơi, đầm vàng em còn một cái. 380, xe 180 ngàn, đầm vàng một vai. Mặt sang chảnh cực kỳ, sắp một cái em xe luôn 180 ngàn đầm vàng. Không có cái thứ hai luôn, không bao giờ có cái giá này luôn. Không bao giờ có cái giá này luôn. Tại vì hôm nay em bán ngày cuối, ngày mai em đóng shop em về quê rồi. Ngày mai em đóng shop về quê rồi nên là mấy chế ơi, mấy chế tranh thủ giúp em đầm vàng một vai. Đây, giống như mọi người xem 380 xem 180 đầm vàng một vai. 380 xem 180 đầm vàng có chốt cho chị chưa? Jessica ơi chốt rồi, 45kg vừa. Minh Thi ơi lấy đầm vàng nha, xuống hỏi địa chỉ. 380 xem 180 đầm vàng. Đầy đủ thông tin số điện thoại để chị em mới chốt đơn nha mọi người. Đầy đủ thông tin số điện thoại để chị em mới chốt đơn nha mọi người. Bây giờ qua mẫu tiếp theo nha mọi người nha. Lấy đâm vang, khách lấy đâm vang bình thôi. Này cái kia ngoài chốt là cái thuốc mà kim sa á. Cái gì gì đó mà nó để em mới chuyển khoản. À, nè đâm vang 88. Còn cái xe đi ba, để chi nữa ba. Mở mà. Đâu còn đâu. Đó, em tưởng hết rồi. Lăng vang ở đâu đó.
Rồi mọi người ơi, dung kim sa. Dung kim sa có hai màu. Cái này xem em chính đúng không? Em xin chị đi chị ơi. Tiền kiến giá không chọn được rồi. Dung kim dung kim sa cúp ngực. Ok, đăng ký em chịu đăng ký tâm em nhé. Dung sọt kim sa. Dung sọt kim sa cúp ngực. Đang bị dung đỉnh tâm vang làm chi đi kịp rồi mà vô. Thế rồi chị ơi, con cái bị hộp. Ở thôi kiếm chỗ đây khách này. Dung kim sa sale 180 hay 190 hả? 180 phải không? Nhớ không? Tôi xem 8. Dung kim sa cúp ngực 360 sale 180 có hai màu. Vàng đen, dung kim sa vàng đen. Thì mọi người kim sa cúp ngực có mút. Dung. Minh Thi gãy sắp lại ok chị. Trang Trình ơi, Trang Trình em ở đâu? Ghé shop không là rồi hết nha. Lấy cái đầm kim sa 58kg. Đầm kim sa nào? Đầm kim sa 58kg không vừa chị ơi. Chị ở 62 Lê Văn Sĩ Phú Nhuận em nha. Tiến Tiến lại đầm vang đúng không? Chị đi kiểm đi đầm vang cho Tiến Tiến. Tiến nào? Chị em này em cho nói lấy em body thể thao dây kéo đen. Ok, okay tình yêu 190k luôn, ok tình yêu. Này chị nhớ chị có cầm qua mà ta. Dung kim sa 180 mọi người ơi, hai màu. Màu vàng và màu đen, dưới 55kg. Dung kim sa dưới 55kg, chị lấy cho mấy em là dung kim sa. Dung kim sa kèm số ngoại nha, body thể thao dây kéo đó ta. Em nhớ cầm lên luôn á, chưa like. Chị lấy cho mấy em là dung kim sa nha mọi người ơi, dung kim sa nha. Mọi người rủ lấy bạn bè vô xem chung mua hàng sale nhé cả nhà. Hôm nay là đêm cuối nha mọi người ơi, đêm cuối chỉ còn đêm nay nữa thôi. Ủa làm gì có màu đen, hình như hết đen rồi. Chị ơi cái đó hết đen mà chị em chỉ có. Thanh Thủy ơi phải cái này không Thanh Thủy ơi, dung kim sa đen. Ở đâu vậy Bình Phước? Bình Phước chuyển khoản mới đi hàng chị ơi, Bình Phước chuyển khoản mới đi hàng. Chị Nguyễn Thánh Thủy ơi, em chỉ con xám chị ơi, thôi, chị ơi. Sai lớn chị lấy này đi chị, sai lớn chị lấy cái này đi, đỏ rúm này nè. Dưới 60kg vừa đỏ rúm. Nguyễn Thánh Thủy ơi, em chỉ con xám và chẳng thôi chị ơi. Đỏ rúm này dưới 60kg vừa, chị nào lấy cái em đỏ rúm có phần rúm che cái bụng bự luôn. Chị nào có bụng thì lấy đồ ok luôn. Đầm thể thao này mọi người ơi, thể thao của hai màu khác nhau. Chị ơi, Thánh Thủy hết đen. Ok, lại chẳng được cái thằng đấy hả? Ok chị. Chấm nhé một cái nha mọi người ơi. Set áo ngủ phải ngủ, có set phải ngủ chưa ơi, set phải ngủ. Chị lấy rung đỏ, tú trên. Cho em địa chỉ số điện thoại chị ơi. Nhưng lúc này có cho rồi mà chưa chốt được. Số điện thoại địa chỉ rung đỏ. Tú riêng trên hả, phải không? Ừ. Tú riêng trên đó chị ở tỉnh hả chị ơi. Đỏ 180 dưới 60kg vừa, đỏ 180 dung kim sa đen bao nhiêu ký vừa? Dưới 54kg vừa nha, đầm da rảnh dáng dài sơ mi dài hả? Đấy, sẽ thể thao sẽ quân đấy chị nè. Ôi, sẽ nhiều lắm á. Này, giờ là cái sẽ này chị đi nè, thể thao sẽ quân. Linh Thùy, Bình Phước không chốt được nhỉ? Rồi qua màu tiếp theo mọi người chia sẻ like đi mọi người ơi, mọi người cũng muốn lên hàng sale tiếp không nè. Chia sẻ like thiệt là mạnh mẽ vô cho em mọi người ơi. Chia sẻ like thiệt là mạnh mẽ vô mới lên tiếp hàng sale mọi người được nha mấy chị ơi. Hôm nay em bán hết cái shop này luôn nha mấy chị, tha hồ mặc Tết mà không lo cháy túi à. Mua một đống đồ mà không lo cháy túi luôn, mua một đống đồ lấy luôn đi. Mua một đống đồ mà không sợ cháy túi luôn, set thể thao lính còn 2 set hả? Set lính thể thao còn 2 set 390 190.000 set lính. Chế nó lấy cùng anh em là set lính. Em lấy đỏ nha chị Mai Sương. Số điện thoại địa chỉ em ơi. Tú Chính Trần Sài Gòn, bà này ở Sài Gòn mà bà này tào lao à. Tú Chính Trần ơi cho em lại số điện thoại địa chỉ Tú Chính Trần ơi. Lúc này chốt nhưng mà không hết hàng đó. Bà tào lao à. Ok em chốt cho Tú Chính Trần, em cũng nhớ lúc này có chốt bị hụt mà. Set lính còn 2 set. Chế nó lấy còn bao nhiêu là set lính. Ủa set lính sao còn 3 set luôn này chị Hiền. Trời ơi. Thu Minh An Giang inbox chị ơi. An Giang chị inbox giúp em nha chị ơi. An Giang inbox hộ em nha. An Giang inbox hộ em nha.
Mọi người ơi, giùm nay sale 190, ủa, giùm nay sale 220 ngàn nha, giùm vàng nha. Vải phi lùa cực kỳ đẹp luôn ha. Xịp quần 6 là từ 25 đến 30 ngàn nha. Chị ơi nào lấy hàng giùm này nha, giùm cực kỳ xinh luôn, siêu sáng luôn ha. Mắc dưới 55 kỳ dè em vừa nha mọi người. Sale 220 ngàn luôn nha, giùm vàng. Đâm giai đoạn cỏ chị ơi, đợi em xíu nha, đợi em xíu nha. Rồi em con đã giùm ha, chị ơi nào lấy giùm để lại số điện thoại giùm em còn địa chỉ nha. Rồi em có một cái đâm đán lưng ở phía sau này, sale 190 ngàn luôn. Đây, body đán lưng nha, form dài nha mọi người. Có áo khoác không chị? Có nha chị ơi, áo khoác đây. Giờ áo khoác cho mọi người nha. Đây đây, áo khoác đây. Áo khoác nha, sale đông giá này, 190 ngàn. Con đỏ không chị? Mái xương ơi, chị hỏi đỏ nam với chị Mái xương ơi. Chị hỏi đỏ nam với chị giùm con vàng thôi nha. Áo khoác 190 ngàn, đây nha mọi người, 190 ngàn nha. Body đánh lưng ok. Thu Minh có đến chưa? Chị Thu Minh có đến nha chị ơi. Đây áo khoác kim sa xe 190 ngàn luôn. Kim sa 190 ngàn. Có đâm giùm chị đang mặc không? Đâm em đang mặc hả? Hệ thang đây mọi người. Rồi áo khoác 190 ngàn luôn. Chị ơi nào lại áo khoác Bình Phước gửi hàng được không chị? Bình Phước em hệt nhận đấy nha chị. Chị Bình Nhí lại xét lệnh hả chị Bình Nhí? Để lại đâm đỏ, đâm đỏ chị nhẹ, đâm đỏ nào vậy ta? Chưa chị, cho địa chỉ rồi đỏ. Thu Minh cho địa chỉ rồi đỏ hả? Thu Minh ở đâu vậy chị? Thu Minh đợi em kiểm tra lại đến đó chị nhá. À đâm đỏ, mái xương đâm đỏ chị nhẹ, mái xương có đến chứ nhở. Đây áo khoác kim sa này mọi người, áo khoác kim sa đỏ nhá. Có một cái đỏ cuối cùng nè, sệt lình luôn nha. Ok Thu Minh là một sệt lình. Rồi một cái gì nữa về Thu Minh? Body đánh lưng hả? À ánh dáng hả chị? Ánh dáng đó, chụp màn hình inbox giùm em nha. Bây giờ đến tỉnh là mọi người chụp màn hình inbox quên đến sọc trắng treo đi chị. Ok đến chị ạ. À, khách quen đỏ ok chị Thu Minh nhá. Chị Thu Minh xếp beo này chị ơi, xếp beo này. Xếp beo đâu anh chị? Này có chút một xếp beo nhỉ. Lấy rồi ba. Ủa thì để em đây. Đâm đỏ này hả chị vậy? Túi tinh trần đó. Túi tinh trần hả? Ừ, túi tinh trần. Linh Thùy cái gì vậy? Rồi lên tiếp màu cho mọi người nha, có áo khoác gì ơi. Tới sắp lấy được nha, Thanh Kim Trần ơi tới tiệt nha. Túi chương trình ở bên bên Nguyễn Hoa đó chị. Thì chị hỏi nó chó rồi, chó lại. Cho đầy đủ rồi. Cho con đi kiếm mấy bác thôi. Thu Minh. Rồi ok, lên mẫu tiếp theo cho mọi người, giùm tay dài. Giùm tay dài tí xíu rồi đi chị ơi, giùm tay dài tí xíu rồi đi. Có như thu nữa đó không? Áo khoác à, đây đây đây, còn mấy cái áo khoác này đang sale nè mọi người. Ủa, nhớ một sắp áo khoác gì đây hả? Khoác kim sa này mọi người, khoác kim sa sale 220 ngàn, khoác kim sa. Đỏ này bao nhiêu? Khoác kim sa 220 ngàn, khoác kim sa. Ừ, cả 180. Mở tiếng nhỏ thế chị ơi, khoác kim sa đấy. Một mở nhỏ nhỏ thế con. Khoác kim sa 220 ngàn, khoác kim sa 220 ngàn. Rồi, Gucci 150, Gucci rêu 150. Gucci rêu 150, Gucci rêu 150. Chế nó lại chốt liền giúp em. Bây giờ qua mẫu tiếp theo cho mọi người nha. Set bell lúc này chị nào hỏi set bell chưa chốt được này mọi người ơi, còn 2 set nè. Set bell. Chị có đồ bay không? Chị có đồ bay em ơi, có khoác giả luôn, có khoác giả cho em xíu. Áo đang mặc 70 kg 1m6. Chân lì lì chị phải thọt hả? Có ghi là áo nghe thôi gọi thọt. Hỏi đi ghi sắp hỏi đi. Không. 70 kg vừa không nhìn chắc vừa nhờ. Không. Em biết ký không vừa chị ơi, khoảng dưới 60 kg nha. Khoảng dưới 60 kg nha chị ơi, còn áo cúp ngực không chị? Còn áo cúp sẵn ngực còn em lấy màu gì cho chị số thoại đi chị? Áo cúc sẵn rồi chị, còn lấy màu gì cho số thầy cho chị. À, rồi không thấy đường luôn gì nè. Set bell, set bell. Set bell 520. Set bell 520. Đầm vàng đánh lưng này chị ơi. Chờ em chút xíu. Giơ cái set bell này. Đây là cái gì về túi quốc ký hả? Hải sản á, cơm chiên hải sản. Cô bóc ra cho tiên ăn đi, phải ăn kèm với đó. Set bell 420. Set bell 520, 520 ngàn set bell chất sang xịn mịn độc quyền luôn mọi người nha. Chế hỏi có muốn như là set bell. Em coi lại đầm vàng, ok tình yêu đây đầm vàng đây. Mọi người ơi, có đang ở đây không? Có chị ơi, có đang trong live không? Chấm cái lên live tiếp nè mọi người. Hôm nay là xuyên màn đêm luôn, 350 sale 250 đang mặc. Đang mặc 350 sale còn 250 nha mọi người. Hôm nay là xuyên màn đêm cho em luôn nha. Cái này mọi người có thể mặc trẻ vai được luôn này. Mọi người có thể mặc trẻ vai được luôn ha.
mà rất nhiều kiểu nha mọi người ơi. Xếp em 55kg ok, Halachen ơi 55kg vừa đẹp chị ạ. Em ngồi đan lưng vàng đây. Đan lưng vàng 2.9 xe 190.000 đan lưng vàng. Mọi người nhỏ lắm. 2.9 xe 190.000 đan lưng vàng. Đan lưng vàng kèm số điện thoại ngay và liền giúp em đan lưng vàng một cái duy nhất. Áo cúc ngực đỏ đô chốt cho Phạm Thùy. Ủa An Giang inbox chị ơi, An Giang inbox. Đâm đỏ con đúng chị, đâm đỏ nào chị ơi, đâm đỏ. Đâm đỏ rúng hả? Còn màu vàng mấy màu đen em ạ. Nhớ màu đỏ rồi, giúp này like rồi chị. Rồi, giúp này 4.2 xe còn 2.2 giúp vàng ống rộng. Màu vàng đồng cực kỳ trắng xà. Giúp vàng ống rộng 4.2 xe 2.2. Chấm nhé một cái mọi người. Mọi người có đang có like nhỉ mọi người ơi. Em xe cho mình luôn 190. Trời má, bán luôn 190.000 áo dài gấm. Một xe nhá. Xe đi. Thôi xe 200 đi. 450 xe 200. Vàng đan lưng em lấy Giang Đăng Nguyễn có đơn. Vàng đan lưng Giang Đăng Nguyễn Diên. Xếp bèo cho hai lên trên. Ủa An Giang inbox vậy ơi, An Giang inbox. Áo dài gấm 450 xe 200 ngàn. Hai màu size này khoảng dưới địa chỉ. Giang Nguyễn đúng không má? Để em coi cho nào. Giang Nguyễn. Nguyễn. Áo dài gấm này của em 450 xe 200 ngàn. Ở size này khoảng dưới 53kg nhá. Size này khoảng dưới 53kg, một đỏ một vàng. Số điện thoại địa chỉ mới chốt đơn. Quế Lâm Trương ơi, số điện thoại địa chỉ 400.000, 450 xe 200.000, chế nào lấy thì là số điện thoại địa chỉ. Số điện thoại địa chỉ giúp em, số điện thoại địa chỉ giúp em mới chốt đơn. Không có số điện thoại địa chỉ không chốt đơn mọi người ơi, không có số điện thoại địa chỉ không chốt đơn thì em mất chế ơi. Anh em vui lòng để lại đầy đủ thông tin. Chị Quỳ Trân, Trân là dạo dai hả? Này dơ rồi, chủ thái cậy rồi, sợp Quỳ. Sợp có lưu lại chứa là sao Bình Nhí. Bình Nhí đôi xanh hay tỉnh vậy à? Bình Nhí ơi, này giờ em chốt trong line này ha, line nào vậy em? Mọi người chờ em xíu con đồ em xem mà chế nhá, chờ em xíu con hàng sale nha mấy chị ơi. Rồi, kim sa bạc còn một cái. Kim sa bạc cúc ngực còn một cái, kim sa bạc cúc ngực. Áo dài chị Quế Trâm Lương ơi cho em địa chỉ. Đầm sơ mi xoắn eo, áo vest đen. Đầm sơ mi xoắn eo, áo vest đen. Đầm sơ mi xoắn eo là đầm nào ta? Đầm buộc cái dây ra sau đúng không? Ok. Diên diên. Đầm sơ mi xoắn eo hình như còn màu đỏ thôi đúng không? Có cái dây buộc ra sau lưng á, hàng nút nè. Màu đỏ nha, chị chốt cho em đầm sơ mi màu đỏ nha. Hoàng Hoàng Hà ơi, Quế Trâm Lương ơi, địa chỉ Quế Trâm Lương ơi. Em đọc cho chị Hiền nè. Nè, đọc trước nè, em đọc cho Hoàng Hà nè. 0902 618 222. Sơ mi xoắn. Ừ, sơ mi xoắn eo về lại áo vest đen. Áo vest đen này nè. Xoắn eo bao nhiêu? Xoắn eo 265. Xoắn eo 265 đúng không em? Kim sa bạc xe 1.9, kim sa bạc 1.9 màu đỏ rồi, ok màu đỏ. 414-28-11. 414-28-11. Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 4. Ủa xếp đeo chốt rồi đúng không? Không có dùm, có dùm chị ơi, có dùm chờ em chút xíu. Xếp đeo này em cầm lại chốt rồi đúng không? Ủa này gì vừa cái chị gì kêu lấy xếp đeo luôn nè. Hai lên trên đó, hai lên trên. Ủa An Giang. Rồi, kim sa bạc cúc ngực chị cứ lấy hai áo dài chốt này chị ơi, 400.000. Ở đâu vậy em? Ở Sài Gòn á. Ở bên Nguyễn Hoa. Rồi mọi người ơi, kim sa bạc 370 xe 1.9 kim sa bạc nhìn rúm. Kim sa bạc rúm nha mọi người ơi. Set bèo bao nhiêu? Set bèo 320.000, có áo lệch vai không có. Áo đó mà 250 nha chị ơi, có đầm 2 dây kim sa không còn chị ơi. Quế Trâm Lương á chị Hiền. Thử vest đen đi, vest đen lúc này chị thử rồi, chị vô lại cho em coi nha em ơi. Vest đen chị thử này, chị thử rồi. Vest đen này là 390 sale 240, vest đen 390 sale 240. Vừa bán vừa tặng quà cuối năm cho mấy chế luôn nha. Kim sa bạc một cái duy nhất, body rụng rất là đẹp, chế nó lấy cầm anh em là kim sa bạc. Kim sa bạc kèm số điện thoại địa chỉ ngay và liền giúp em, kim sa bạc, kim sa bạc. Kim sa bạc kèm số điện thoại địa chỉ ngay nha mọi người ơi. Một cái duy nhất nha. Một cái duy nhất chế nó lấy cầm anh em là kim sa bạc nha. Còn nào yếm không?
áo yếm mà, áo yếm nào ta, áo yếm còn chém chút xíu nha. Còn set nào không, còn gì ơi, còn áo dài cắt tân không, còn áo dài cắt tân luôn. Cho em xíu em thay cái này cho nó thoải mái rồi em like tết nha. Em thay cái đầm này cũng rất là hot rồi. Cho em lấy này lại đầy đủ sớm lại địa chỉ em ơi chút đó nha. Tính em là đầy áo sơ mi rồi, chốt liền giúp em mọi người ơi. Hay mọi người ơi, em qua cho mọi người cái vàng kim sa nha mọi người. Cái mỏ ngực đó mà. Cho em chút xíu đó chị ơi. Trời ơi. Em ra liền nhá. Bạn mất tiền rồi. Sale rẻ quá, bá tiếp. Sale đi mọi người ạ, sale để mai em về quê ăn Tết nè. Hôm nay là xuyên màn đêm nha mọi người. Không là Tết nay con không về luôn á. Có váy đất chéo ngực không? Có nha chị ơi. Vest đen 56kg vừa nha. Set bell 250 không? Set bell 320 vậy ạ? Xếp 320.000 chị nhá. Xếp 320.000. Mọi người, đây đầm vàng chị đâu lấy không? Đầm vàng chị đâu lấy không ạ? Đầm vàng này của em là 420. Xeo còn 220.000 đầm vàng. 420 xeo còn 220.000. Chị đâu lấy thì còn bao nhiêu là đầm vàng chứ mọi người. 420 xeo 220.000 đầm vàng. Em coi còn áo dài em xeo của mình. Ok chị Minh Chị nhá. Ok chị Trang Thị nhá. Áo dài còn một cái mọi người ơi, áo dài đỏ. Chị sao bao nhiêu vậy em? Chị sao bao nhiêu vậy? Ok Trang Thị nhá, chị sao bao chuột rồi nhá. Chị sao bao nhiêu vậy nha mọi người. Chị sao bao nhiêu vậy em chuột rồi nhá. Chế đó lấy này là sửa ngoài địa chỉ và chốt đơn này nha mọi người ơi. Cho em xin con ngàn em xin mọi người. Cho em xin chia sẻ like cho em đi ta. Ok chị Minh Nhi để em kiểm tra cho. Chia sẻ like cho em đi, chị em like cho mọi người. Hôm nay là em chơi chơi chuẩn là overnight đó mọi người. Overnight đôi mất chế ơi. Chia sẻ với em nha. Giữa coi like cùng em nha. Hôm nay là em sell cái shop này. Ngày mai em đóng cửa em nhiều. Ủa chị Minh Nhi ơi, chị Minh Nhi lúc này là lấy một cái xịt lấy một cái sơ mi đóng mang và lấy một cái xịt da lạnh nữa mà. Bình Nhi ơi, chị có lấy xịt da lạnh rồi mà chị. Còn cái nào beo đỏ không chị? Beo đỏ là sao? Lấy một cái áo da lạnh nữa mà. Sơ mi mỏng mỏng có nha, áo dài cắt tinh còn một cái nè. Bây giờ cắt tinh em hết rồi. Bình Nhi ơi, chị lấy da lạnh rồi mà chị. Sao bây giờ chị xả ra hả chị? Hả chị, hả chị, hả chị. Em còn một cái áo dài cắt tinh màu đỏ. Bà tàu lao nữa. Bà này kiếm chuyện quá à. Này vừa ai trước kim sa vàng không? Áo dài cái tinh lĩnh hạt ngọc trai sale luôn 220.000 áo dài cái tinh. Ok đó. Mình như một set lĩnh này một